Tận thế tân thế giới chương 767, thiết mâu cường hóa. Lấy thân phận của giáo sư từ thì vẫn có thể có được một biệt thự như thế này, riêng tiền lương ở công ty Tinh Hà cũng đủ để ông ta mua cơ ngơi như vậy, phải biết ông ta là giám đốc cấp 4, trong công ty Tinh Hà, lương một năm cho một giám đốc cấp cao lên tới 15 triệu đến 45 triệu. Đó là lý do tại sao có một vị trí ở công ty Tinh Hà giống như con gà mái đẻ trứng vàng trong mắt người khác. Vào biệt thự, Đặc Thiết Mâu vẫn còn chưa tỉnh trên giường, lúc này vết thương trên người Thiết Mâu đã bất ngờ đóng vảy, mặc dù trong máu vẫn còn một ít hạt đen và máu đông, nhưng cũng không tiếp tục chuyển biến xấu. Không giống như loại quái vật dị hóa đó, toàn bộ máu trở thành màu đen. Điều này cho thấy Thiết Mâu đã không trở thành một con quái vật bị dị hóa. Tiểu Ngô Minh cùng Nguyệt Ảnh đã mang theo một số tiền mặt lái xe đi mua sắm, cũng chính vì mạng lưới tê liệt mà mọi giao dịch bằng thẻ tín dụng không thể sử dụng bình thường lúc này trong biệt thự chỉ có ngô minh giáo sư từ và thiết mô bất tỉnh nhân sự hắn thế nào tôi có một phòng thí nghiệm nhỏ ở đây tôi cũng có một số loại thuốc và dụng cụ sơ cứu nó ở dưới tầng hầm tôi nghĩ cậu nhất định cần đến nó giáo sư từ có thể thấy ngô minh nhất định muốn cứu thiết mô cho nên cung cấp các nguồn hiện tại được ngô minh không từ chối tình hình của thiết mô vẫn chưa ổn định nếu như bỏ mặt không quan tâm thì sẽ có một nửa xác suất biến thành quái vật vì vậy ngô minh dự định lấy một chút nguyên khí ra dung nhập vào thuốc dị hóa sau đó một lần nữa tiêm vào cho thiết mâu cứ như vậy thiết mâu không những không bị biến thành quái vật mà còn tổ chức lại các tế bào cơ thể và trở nên rất mạnh mẽ bây giờ ngô minh rõ ràng muốn người trợ giúp của mình càng mạnh càng tốt tầng hầm của biệt thự rất tốt giáo sư từ đã cải tạo nó thành một phòng thí nghiệm nhỏ có nhiều cơ sở khép kín hơn cũng tiết kiệm được cho Ngô Minh rất nhiều thứ. Giáo sư Từ, ngài nên biết máu của tôi có thể dung hợp với phục chế phẩm kim loại này, kích hoạt nó và tạo ra nguyên khí mạnh mẽ, nhưng nó cũng sẽ kích hoạt phục chế phẩm này, vì vậy để an toàn thì ngài nên rời đi. Ngô Minh nói xong thì lấy bốn chiếc hộp kim loại đem ra từ trụ sở dưới lòng đất, đồng thời thả vô độc linh thiềm ra, lúc cần thiết, nó cũng có thể phát huy được tác dụng. Nghe vậy, giáo sư từ không những không có chút sợ hãi lui ra ngoài, trái lại thì trên mặt còn lộ ra vẻ hưng phấn rời đi anh đùa gì thế cơ hội nghiên cứu ngàn năm một thuở này thì làm sao tôi có thể rời đi anh cứ làm việc của mình để tôi yên tôi sẽ ghi lại toàn bộ quá trình đồng thời tôi muốn tìm hiểu lý do tại sao máu của anh lại có thể kích hoạt phục chế phẩm mà công ty đã bỏ ra vô số tiền cũng không thể kích hoạt đối với nguyên khí mà anh đã nói chúng tôi gọi nó là năng lượng siêu vật chất nó là một loại sáng tạo từ hư vô, nắm giữ sức sáng tạo mạnh mẽ, lát nữa tôi cũng sẽ thu thập một ít. Giáo sư từ mặt bộ đồ nghiên cứu màu trắng và bật một số máy, bao gồm cả máy ảnh và máy dò, tất cả đều được kết nối với máy tính. Ngô Minh không ngạc nhiên. Từ những gì anh biết về giáo sư Từ thì đối phương là loại người si mê nghiên cứu, gần như bị ám ảnh, cơ hội như thế nếu như không dành thời gian nghiên cứu thì ông ta sẽ không phải là giáo sư Từ. Vì vậy Ngô Minh cũng không phí lời, rồi chọn một trong bốn hộp kim loại, thu hồi nhưng hộp còn lại, nhìn từ bề ngoài, không thể phân biệt bốn hộp kim loại là phục chế phẩm gì, vì vậy chỉ có thể chọn một cách ngẫu nhiên. Ngô Minh tin tưởng, mặc kệ hộp kim loại là phục chế phẩm cái gì thì mình cũng có thể ứng phó. Nhìn lại giáo sư từ, người sau đã làm một động tác sẵn sàng, Ngô Minh ngay lập tức dùng dao cắt ngón tay của mình nhỏ một ít máu xuống hộp kim loại. Tí tách, tí tách. Máu chảy trên đó lập tức bị hộp kim loại hút vào, như thể nó là miếng bọt biển. Giây phút tiếp theo, các đường nét trên hộp kim loại bắt đầu phát sáng, từ máy dò phía sau giáo sư từ, một số giá trị có thể được nhìn thấy đang tăng với tốc độ đáng kinh ngạc. Trong khoảng 2 giây, giá trị trên máy dò đã đạt đến đỉnh điểm và một cảnh báo màu đỏ và tiếng bíp vang lên trong giây phút tiếp theo, hộp kim loại lột bột một tiếng lập tức nổ tung, tuôn ra một luồng sương mù. Thật là một năng lượng siêu vật chất mạnh mẽ. Lúc này giáo sư từ nhìn chầm chầm màn hình, lập tức cảm thán, đồng thời ấn nút thu thập, hy vọng có thể thu thập một ít năng lượng siêu vật chất kia. Thời khắc tiếp theo, giáo sư từ phát hiện ra một thứ khiến ông ta không thể tin được. Đứng trong sương mù, Ngô Minh đưa tay ra và chụp lấy những thẻ bài kỳ lạ từ trong sương mù, những thẻ bài này tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ, như thể một nhà ảo thuật đang làm phép. Đối với cảnh tượng này thì giáo sư từ cũng không xa lạ gì, bởi vì loại chuyện này trong thế giới chiều không gian thứ hai có thể nói là rất bình thường đây là thẻ bài một thứ ma thuật không bao giờ xuất hiện ở thế giới thực đương nhiên giáo sư từ đã từng thảo luận với ngô minh về vấn đề này và câu trả lời của ngô minh khiến giáo sư từ vẫn không thể hiểu được cũng không dám hiểu câu trả lời của ngô minh là một câu hỏi tu từ hỏi giáo sư từ dùng cơ sở nào để chứng minh rằng thế giới ông ta đang sống bây giờ là thế giới thực và thế giới thực là gì vấn đề này nghe vào rất huyền diệu giáo sư từ đương nhiên biết ý của ngô minh chỉ có điều vấn đề này thực sự rất khó trả lời với lý thuyết và kiến thức vốn có người ta xác định một số thứ không thể xuất hiện trong thế giới thực chẳng hạn như quỷ hồn nhưng khi nó xuất hiện dù là nghi ngờ lý thuyết trước đó hay toàn bộ thế giới thực bất kể cái nào bị lật đổ cũng sẽ tương đương với một trận động đất và lật đổ lớn đối với con người tại thời điểm này ngô minh có thể rút ra những thẻ bài từ những màn xương đó đây có phải là vấn đề với nhận thức trước đây và lý thuyết vốn có của ông ấy, hay thế giới thực mà ông ấy tin tưởng, có lẽ nó hoàn toàn không phải là thế giới thực. Cuối cùng, một con quái vật đáng sợ xuất hiện làm gián đoạn suy ngẫm của giáo sư Từ. Từ trong sương mù, một con quái vật lông lá nổi lên, cao hơn 2 mét, vô cùng cường tráng, có móng vuốt ba ngón, có móng tay giống như lưỡi liềm, cực kỳ sắc bén, trên đỉnh đầu có vài cái sừng nhọn dựng đứng, một đôi mắt màu vàng đất, tràn đầy hung ác sinh vật cấp 2, quái lông dài. Ngô Minh tự lẩm bẩm vài lần, hiển nhiên rất thất vọng, bởi vì sinh vật cấp 2 rất thấp, cư nhiên rút được rất ít thẻ nguyên khí, còn không bằng lần trước. Lần này, Ngô Minh chỉ rút ra hai thẻ linh nguyên, và nguyên khí còn lại chỉ đủ để Ngô Minh rút thêm hai thẻ thổ nguyên. Về phần quái lông dài, ngay lúc vừa xuất hiện đã lao thẳng về phía Ngô Minh, dường như coi đó là mục tiêu công kích của mình, nhưng Ngô Minh lắc đầu nói, quái lông dài có chỉ số thông minh thấp, chỉ biết dùng bạo lực, khó có thể thuần hóa, nhất là tình huống thiếu hụt một ít thể thuần hóa, không thể khống chế được, chỉ có thể giết chết. Ngô Minh nói xong, nhanh như tia chớp đánh ra một quyền, trực tiếp đánh tới cổ của quái lông dài, chỉ nghe thấy một âm thanh giòn tan, cổ họng của con quái lông dài này bị vỡ nát, ngay lập tức ngã xuống đất không nhúc nhích, đã triệt để tử vong. Thật đáng tiếc, thật đáng tiếc, nếu nó còn sống thì còn đáng giá hơn. Giáo sư từ ở phía sau dường như không sợ hãi chút nào, Vội vàng chạy tới kiểm tra. Giáo sư Từ, thi thể liền cho ông. Ngô Minh nói xong, lấy ra một tấm thẻ linh nguyên, suy nghĩ một chút, dứt khoát lấy ra bốn thẻ lần này hắn ta nhận được, cắn răng kích hoạt toàn bộ. Hoành. Nguyên khí lập tức hội tụ thành một tia, dưới sự điều khiển của Ngô Minh, nó hòa vào thuốc dị hóa trong ống nghiệm thủy tinh. Lúc này, thứ vốn là một loại thuốc tầm thường hóa ra lại có rất nhiều tinh điểm lớn nhỏ khác nhau tỏa ra những tia sáng rực rỡ, cho dù ở trong đêm tối cũng có thể tự phát sáng. Giáo sư từ thấy cảnh này đã kinh ngạc đến ngay người, không ngờ Ngô Minh chỉ dùng một loại lực lượng khống chế thần bí mà có thể dung hợp nguyên khí tức là năng lượng siêu vật chất vào trong thuốc dị hóa. Giáo sư từ lập tức bật dậy, cầm lấy ống thuốc dị hóa nhìn nó, nói, để lại một nửa cho tôi, có lẽ tôi có thể chế tạo một loại thuốc tối ưu hóa tương tự. Ngô Minh gật đầu, có rất nhiều thuốc dị hóa, chỉ cần tiêm một nửa mũi cho thiết mâu là đủ, còn lại có thể đưa giáo sư từ dùng để nghiên cứu, nếu thực sự có thể loại bỏ tai hại của bình thuốc dị hóa, thì bình thuốc này chính là thuốc cường hóa cực kỳ mạnh mẽ cho con người. Bởi vì thuốc này có thể kích hoạt cặp nhiễm sắc thể thứ 24 trong cơ thể con người và phát huy tiềm năng của con người. Sau khi phân chia, giáo sư từ thích thú đã tự tay tiêm thuốc dị hóa do ngô minh cải tiến vào thiết mâu. Thực tế, Giáo sư từ đã biết điều này tương đương với việc sử dụng một loại virus dị hóa mạnh hơn để giết virus trước đó, bởi vì không có tai hại nên sẽ chỉ nâng cao thể chất của thiết mâu và sẽ không biến hắn ta thành quái vật. Sau khi tiêm thuốc, hô hấp của thiết mâu đã ổn định hơn rất nhiều, ngô minh mặt không biểu cảm dùng dao cắt cánh tay của thiết mâu để kiểm tra máu chảy ra thì thấy lớp cặn màu đen ban đầu đã biến mất không dấu vết, huyết dịch cũng trở lại bình thường. Không chỉ vậy, Cơ bắp của thiết mâu bắt đầu héo rút và trở nên giống như da bọc xương, nhưng chẳng bao lâu sau, cơ bắp của hắn ta liền lại lớn dần lên, vóc dáng cũng trở nên cường tráng hơn trước gấp mấy lần, thậm chí chiều cao của hắn dường như cũng được cải thiện rất nhiều. Rõ ràng là thiết mâu vẫn ổn, một giờ sau, sau khi hấp thu một ít dung dịch dinh dưỡng, thiết mâu mới tỉnh lại. Chiều cao của hắn thực sự tăng thêm 7-8cm, cơ bắp cuồn cuộn như một nhà vô địch thể hình. Cánh tay còn to hơn đùi người thường. Loại biến hóa này hiển nhiên khiến Thiết Mâu cực kỳ hưng phấn, hắn trực tiếp chạy đến trong sân, nhìn thấy một chiếc SUV đậu ở cửa thì dùng một tay nắm lấy khung xe, sau đó nhấc hai bánh xe lên cao hơn 20 cm, hiển nhiên sức mạnh của Thiết Mâu đã gấp 3 lần người bình thường. Nhân vương, ngài đã cứu tôi sao? Và ban cho tôi sức mạnh to lớn. Sau khi Thiết Mâu hỏi chuyện gì đang xảy ra, hắn càng cảm kích ngô minh hơn mặc dù sức mạnh của cơ thể này vẫn yếu hơn so với bản thể thú nhân ở nguyên khí thế giới nhưng mạnh hơn trước rất nhiều việc cường hóa thành công thiết mô chứng tỏ lý thuyết trước đây của ngô minh là đúng sau khi lọ thuốc dị hóa được tích hợp với nguyên khí nó thực sự biến những tai hại của lọ thuốc thành một lọ thuốc cường hóa thực sự kế tiếp giáo sư từ đã toàn tâm toàn ý vùi đầu vào việc nghiên cứu dạng thuốc cường hóa hoàn hảo này một mực nhốt mình trong phòng thí nghiệm dưới lòng đất ngô minh giờ phút này lại có một việc phải làm về phần người bị nhiễm ngô minh đã biết được từ giáo sư từ thật ra số người bị lây nhiễm rất hiếm thiết mâu và nguyệt ảnh đều là những người bị nhiễm mà công ty tinh hà phát hiện ra đáng tiếc là ngô minh vào trong đó đã không tìm ra dấu vết của kerrigan đạo sư nếu kerrigan đạo sư không có ở đây vậy thì nàng ở đâu ngô minh không biết điều này nên chỉ có thể đi từng bước một ngoài ra ngô minh còn may mắn là anh đã tìm thấy a mổ ở thế giới này mặc dù ý thức của a mổ vẫn chưa hoàn toàn bình phục nhưng ngô minh tin rằng sớm muộn gì a mổ cũng sẽ lấy lại trí nhớ của mình từ giáo sư từ ngô minh đã có được thông tin chi tiết về cậu bé hợp nhất với ý thức của a mổ vào lúc này bao gồm tên của cậu bé trên thế giới này bao gồm cả địa chỉ nhà của nó ngô minh cảm thấy ý thức của a mổ vẫn chưa hoàn toàn hòa nhập với đối phương nên ý thức ban đầu đang thực sự chủ động trong trường hợp này đối phương có khả năng sẽ về nhà vì vậy Ngô Minh hiện đang định đến nhà cậu bé, nếu A Mổ ở đó, Ngô Minh nhất định sẽ đưa cậu bé về. Bây giờ đã là 2 giờ chiều, còn mấy tiếng nữa trời mới tối, Ngô Minh biết rằng bước đầu tiên của công ty Tinh Hà là cắt đứt mọi liên lạc và mạng Internet, bước thứ hai là tạo ra hỗn loạn. Một trong những thủ đoạn là các nguồn cung cấp điện và năng lượng, nói ngắn gọn là phá hủy các cơ sở điện và các cơ sở dầu khí, điều này có thể nói là trí mạng cho thế giới hiện đại, nếu không có thông tin liên lạc và mạng internet mọi người có thể sẽ nôn nóng bất an cảm thấy không tiện nhưng nếu không có điện không có dầu và khí đốt sự hỗn loạn đó chắc chắn sẽ tăng lên hàng chục lần mặc dù thích đình đã ra tay ngăn cản nhưng ngô minh cảm thấy không thể ngăn được kế hoạch của công ty tinh hà lý do rất đơn giản đối phương đã lên kế hoạch cho vấn đề này từ lâu và một trong những điều kiện tiên quyết để lập một kế hoạch như vậy là mô phỏng khả năng ai đó phá hoại kế hoạch công ty tinh hà nhất định phải có một kế hoạch tương ứng điều này ngô minh gần như chắc chắn bằng không kế hoạch kiểu này gần như không thể thành công và chắc hẳn rất nhiều người đã tham gia kế hoạch này ngay cả một số quan chức cấp cao và doanh nhân đứng đầu chỉ cần có đầy đủ lợi ích thì bọn họ cũng sẽ gia nhập dù sao một khi kế hoạch này thành công bọn họ sẽ chân chính là nhân thượng nhân khả năng này là rất cao con người đôi khi là như vậy chức vụ càng cao của cải càng lớn thì càng muốn có nhiều hơn lòng người tham lam vô độ, được càng nhiều càng muốn nhiều hơn. Đơn giản mà nói, Ngô Minh không nghĩ Thích Đình có thể phá hoại kế hoạch của công ty Tinh Hà, một khi việc cung cấp điện và dầu khí ngừng hoạt động thì ngay cả việc vận chuyển cơ bản nhất cũng sẽ trở nên vô cùng khó khăn, vì vậy tốt nhất là nên làm điều gì đó càng sớm càng tốt. Để lại thiết mâu trong nhà, Ngô Minh đi ra ngoài và lái xe của giáo sư từ rời khỏi khu biệt thự cao cấp này. Xe của giáo sư từ là loại Mercedes-Benz GL-Class, chắc chắn là xe hạng sang, nhưng đối với Ngô Minh mà nói, những thứ này đều không quá quan trọng. Trong nguyên khí thế giới, chiếc xe hạng sang này còn không đáng tin cậy bằng lục hành điểu thú. Coi như là trải qua nguyên khí cải tạo, có thể lái bằng thẻ nguyên khí cũng sẽ có yêu cầu lớn về địa hình, thế nhưng vật cưỡi lục hành điểu thú đó sẽ không bị ảnh hưởng, kể cả trên núi hiểm trở cũng có thể như dẫm trên đất bằng. Nhưng dù sao đây cũng không phải là nguyên khí thế giới, Ngô Minh không thể có được vật cưỡi nguyên khí chỉ có thể khởi động chiếc xe hạng sang này rồi lao ra ngoài bằng một cú đạp ga. Khi nhân viên bảo vệ ở cổng khu biệt thự nhìn thấy chiếc xe sang trọng, hắn ta lập tức mở hàng rào trắng để cho nó đi qua, ngô minh lái xe đi ra ngoài mà không hề giảm tốc độ. Bây giờ không phải là giờ cao điểm giao thông nên đường không bị ùn tắc, tuy mạng liên lạc bị gián đoạn nhưng dù sao cũng không ảnh hưởng đến sinh kế của người dân, nhưng một khi điện năng như xăng dầu bị ngắt thì tình hình chắc chắn sẽ chuyển tiếp đột ngột, chuyển biến xấu vô số lần trong lúc chờ đèn đỏ trên đường ngô minh để ý thấy có vài người đang cầm tờ rơi và phân phát cho xe hơi lúc đầu ngô minh nghĩ đó là loại quảng cáo nhỏ nên hắn ta bỏ qua nhưng ngay sau đó một người tiến đến trước xe của ngô minh hắn ta gõ kính và lắc tập tài liệu màu đen trên tay thưa ông chúa yêu thế giới ngày tận thế sắp đến rồi hãy tham gia cùng chúng tôi ngay bây giờ để có thể tồn tại ở tân thế giới sau khi kết thúc Hãy tìm hiểu về điều đó cho bản thân và gia đình ngài nhé. Thính lực của Ngô Minh rất tốt, nghe thấy lời nói của người đàn ông bên ngoài, đối phương mỉm cười nhìn chằm chằm vào Ngô Minh trong xe. Nếu là những người phát những mẫu quảng cáo nhỏ, Ngô Minh đương nhiên sẽ bỏ qua, nhưng ngày tận thế mà đối phương nói lại khiến Ngô Minh trong lòng hơi động. Khi cửa kính xe được hạ xuống, người đàn ông lập tức đưa tập tài liệu màu đen, đồng thời nói: "Thưa ngài, xét từ chiếc xe mà ngài lái thì ngài phải là một người thành công." Sở dĩ những người thành công có thể thành công là bởi vì họ có tầm nhìn và khả năng nhìn thấy trước cao hơn những người khác. Việc gián đoạn liên lạc và gián đoạn mạng internet trong hai ngày qua thực sự là khởi đầu của một thảm họa lớn. Thế giới sẽ thay đổi rất nhiều và của cải hiện có sẽ trở nên vô giá trị sau thảm họa. Nhưng nếu ngài có thể tham gia cùng chúng tôi và gia nhập câu lạc bộ ánh trạng đông của chúng tôi thì ngài có thể duy trì thân phận và địa vị hiện có sau thảm họa xin vui lòng đọc cẩm nang của chúng tôi để biết hoàn cảnh cụ thể chúc ngài một cuộc sống hạnh phúc người nọ nói xong liền hướng về phía ngô minh không lưng sau đó đi bộ đến chiếc xe tiếp theo lúc này đèn xanh bật lên ngô minh tiếp tục lái xe đồng thời cầm tập sách màu đen vừa lái xe vừa đọc đối với ngô minh bây giờ cũng không có gì khó khăn sau khi tới mục đích muốn đi thì ngô minh đã đọc tất cả những điều trong tập sách kết quả là ngô minh rất ngạc nhiên Câu lạc bộ ánh trạng đông tự xưng này là một tổ chức phi chính phủ, nhưng đây chỉ là lời giải thích ở bề ngoài, Ngô Minh tin rằng đây hoàn toàn là một giáo phái. Nội dung của tập tài liệu có vẻ viễn vông, nhưng lại có nhiều điểm tương đồng với kế hoạch lần này của công ty Tinh Hà, khiến người ta phải liên kết cả hai lại với nhau. Ngô Minh lần đầu tiên nhìn thấy tập sách màu đen này, thậm chí còn nghĩ rằng đây có lẽ là thứ do công ty Tinh Hà làm ra, bằng không sao có thể trùng hợp như vậy có lẽ để chứng minh khả năng của câu lạc bộ ánh trạng đông có một số lời tiên tri lớn trong tập sách đen lời tiên tri đầu tiên là sự cố liên lạc toàn cầu và mạng bị tê liệt và lời tiên tri thứ hai là cửa hàng và nguồn cung cấp năng lượng bị gián đoạn và lời tiên tri thứ ba là tất cả các loại quái vật sẽ xuất hiện cuốn sách nhỏ màu đen có viết rằng khi cả ba lời tiên tri xuất hiện thế giới sẽ gặp phải một thảm họa khó tin trong thảm họa này chỉ khi gia nhập câu lạc bộ ánh trạng đông thì chúng ta mới có thể sống sót và được che chở ở giai đoạn này nhất định vẫn rất ít người tin vào chuyện này dù sao mọi người đều có khả năng phân biệt cơ bản nhưng nếu lời tiên tri thứ hai cũng xuất hiện sợ là tình huống liền sẽ phát sinh nghịch chuyển nếu như vào lúc này lại xuất hiện đồn đại về quái vật như vậy nói không chừng thật sự sẽ có rất nhiều người gia nhập câu lạc bộ ánh trạng đông này khi ngô minh xuống xe anh nhìn thấy một nhóm người đang đứng xung quanh một chiếc bàn dài có ô che nắng trước mặt anh khi nhìn kỹ hơn anh phát hiện ra đó là lời tuyên truyền từ một giáo phái khác chỉ có gia nhập câu lạc bộ vĩnh lạc chúng tôi mới có thể thoát khỏi thảm họa và sống sót trong tân thế giới các vị có thể đến trụ sở của chúng tôi để tham dự cuộc họp bằng cách đăng ký tên của bạn và tìm hiểu thêm về sự thật của vụ việc đồng thời chúng tôi hoan nghênh các vị vận động người thân và bạn bè của mình cùng nhau tuyên truyền cho câu lạc bộ vĩnh lạc của chúng tôi để mọi người có quyền được sống dưới cái ô một số người đã mạnh mẽ quảng bá và nhiều người xung quanh bày tỏ sự quan tâm mạnh mẽ ngô minh ánh mắt quái lạ trước đây có một câu lạc bộ ánh trạng đông nay lại mọc lên một câu lạc bộ vĩnh lạc thật sự rất khó hiểu những yêu ma và rắn rết này xuất hiện từ khi nào và làm sao bọn họ có thể biết về tân thế giới tình hình này tạo cho ngô minh cảm giác có người đã nhìn thấy hướng đi trong tương lai và bắt đầu sớm chiêu binh mãi mã để bành trướng thế lực như vậy đến tục cùng là người nào có thể hiểu trước tình hình đó là những cao tầng của công ty tinh hà hay những nhân vật quyền lực và những người giàu có được công ty tinh hà mua lại hiển nhiên đều có khả năng hơn nữa ngô minh chắc chắn sẽ còn có những yêu ma và rắn rết như câu lạc bộ ánh trạng đông và câu lạc bộ vĩnh lạc hình thức tuyên truyền kiểu sùng bái này không ai ngăn cản và giám sát bản thân liền có vấn đề ngô minh tự nhiên không thèm để ý loại chuyện này hắn ta không phải nhất hô bá ứng nguyên khí thế giới khống chế vận mệnh trăm người có sức chiến đấu vô địch cùng quân đội nhân vương bây giờ ngô minh chỉ có một người hơn nữa cũng không có cần thiết làm chú cứu thế bởi vì ngô minh biết sẽ luôn xảy ra một số chuyện ít nhất với thực lực hiện tại không thể ngăn cản thế lực khổng lồ thúc đẩy tân thế giới đặc biệt ngô minh nhận thấy không chỉ công ty tinh hà tham gia mà một số người quyền lực và giàu có cũng tham dự trong đó người bình thường chỉ có thể bị những người này thao túng Thay vì ngăn chặn, tốt hơn là nên suy nghĩ về cách thích nghi với tân thế giới sắp tới. Vì vậy, Ngô Minh đã trực tiếp bước vào tiểu khu theo thông tin mà giáo sư từ đưa ra, cậu bé dung hợp với A Mổ đã sống ở đây. Tòa nhà số 4, chính là chỗ này. Ngô Minh nhìn thấy tòa nhà cao tầng có viết số 4 trước mặt, liền trực tiếp bước vào. Lúc này, Ngô Minh đột nhiên cảm thấy một luồng khí tức âm lãnh phả vào mặt, nhiệt độ trong hành lang thực sự thấp hơn vài độ so với bên ngoài. Quái lạ. Ngô Minh đứng trên hành lang, trong lòng chợt dâng lên một luồng cảm giác nguy hiểm, hiển nhiên nhiệt độ giảm đột ngột có phần bất thường, chắc chắn có điều gì đó bất thường đang xảy ra ở tòa nhà số 4. Đối với nguy hiểm, khả năng nhận thức của Ngô Minh rất mạnh, điều mà người bình thường không thể nhận thức được, Ngô Minh có thể rất tin tường cảm ứng được, nhiệt độ giảm bất thường ở hành lang này chắc chắn không đơn giản như vậy. Ngoài việc nhiệt độ giảm đột ngột, Ngô Minh còn phát hiện ra một điều thú vị là ở đây rất yên tĩnh, bên ngoài hành lang có thể mơ hồ nghe thấy tiếng nói chuyện của người đi đường bên ngoài, thậm chí những người có thính giác tốt hơn còn có thể nghe được âm thanh tuyên truyền xa xa của câu lạc bộ Vĩnh Lạc, nhưng trong hành lang này, có một sự khác biệt lớn như vậy chỉ cách đó vài mét. Điều này khiến Ngô Minh nghĩ ra điều gì đó. Trận Pháp Trận Pháp là một loại thứ có thể tạo ra một khu vực đặc biệt, chẳng hạn như kết giới. Trong kết giới này, có thể sử dụng các khả năng đặc biệt để đạt được các hiệu ứng đặc biệt, chẳng hạn như cách ly âm thanh và kiểm soát nhiệt độ. Nhưng Ngô Minh có thể chắc chắn đây không phải là một trận pháp, bởi vì Ngô Minh đã là một trận pháp sư cấp 4 trong nguyên khí thế giới. Trong toàn bộ nguyên khí thế giới, đánh giá cao nhất của trận pháp sư cũng chỉ có 5 cấp mà thôi. Nói cách khác, Ngô Minh là trận pháp sư cấp 4 có thể đếm trên đầu ngón tay trong nguyên khí thế giới. Với kiến thức của mình, Hắn ta có thể tự nhiên nhìn thấu bất kỳ hình thức trận pháp nào, hiển nhiên không có ai bố trí trận pháp ở đây. Bố trí trận pháp thì phải cần nguyên khí, và thế giới này không có nguyên khí, đương nhiên không sẽ không thể bố trí trận pháp. Nhưng tình huống ở đây rất giống có người bố trí một trận pháp, trận pháp này không hạn chế người ra vào, nhưng lại tập hợp một số đồ vật âm u nào đó ở đây, đương nhiên đây chỉ là cảm giác của Ngô Minh, có lẽ tình huống cũng không phải như vậy cậu bé dung hợp A mổ sống trên tầng 13 cùng với cha mẹ mình. Bố của cậu bé là giám đốc khu vực của một công ty, còn mẹ là y tá trưởng của một bệnh viện. Giờ đang làm việc, bọn họ hẳn là không có ở nhà mới đúng. Những tài liệu này được lấy từ giáo sư từ, Ngô Minh trực tiếp đi tới thang máy nhấn nút đi lên. Ngô Minh nhận thấy điều gì đó sau khi hắn ta bước vào. Hành lang này cực kỳ yên tĩnh, thậm chí nói yên tĩnh có chút không bình thường, Bên ngoài ánh mặt trời rõ ràng cũng không tệ lắm, còn có thể chiếu xuyên qua tấm kính. Nhưng nơi này một mực làm cho người ta cảm giác rất tối tăm, cửa thang máy có một mảng rỉ sét, Ngô Minh xem kỹ thì thấy thang máy đã rất cũ, bề mặt bị oxy hóa rất mạnh, tường xung quanh cũng có nhiều vết nứt và bong tróc. Làm cho người ta cảm giác tiểu khu này tự hồ đã vượt qua hơn 20 năm, thậm chí lâu hơn. Ngô Minh còn nhớ rõ trong thông tin của giáo sư Từ, tiểu khu này được xây dựng chỉ trong hơn 3 năm. Trong một khoảng thời gian ngắn như vậy, làm sao có cảm giác ngoài hành lang đổ nát như vậy? Thang máy lên đến tầng 1, cửa mở ra, bên trong không có người, Ngô Minh trực tiếp bước vào, ấn nút lên tầng 13. Cửa thang máy cọt kẹt đóng lại và bắt đầu từ từ đi lên. Lúc này, đèn trong thang máy nhấp nháy vài cái rồi vụt tắt, toàn bộ thang máy chìm vào bóng tối, nhưng nguồn điện chính của thang máy không mất đi, cứ thế tiếp tục đi lên. Ngô Minh đương nhiên không sợ bóng tối lẳng lặng đứng trong thang máy, lên đến lầu ba thì thang máy dừng lại, một đôi tình lữ trẻ tuổi đứng ở bên ngoài. Nhìn thấy đèn trong thang máy bị hỏng, cô gái rõ ràng là rụt rè không dám đi vào, trong khi cậu trai kia lại lẩm bẩm, đèn lại hỏng rồi. Mấy người trong công ty quản lý tài sản lại dùng mấy phế phẩm để lừa gạt chúng ta sao, mấy ngày nay đều hỏng không dưới 5 lần rồi. Thân ái, chúng ta đi thang bộ thôi, em không muốn đi thang máy đâu một bên cô gái như chim nhỏ nép vào người cậu thanh niên nói. Cầu thang bộ phải hơn 10 tầng lầu, rất nhanh sẽ đến thôi, bên trong không phải cũng có người sao, còn có anh ở đây. Cậu thanh niên vòng tay qua cô gái đi vào thang máy, liếc mắt nhìn nút thang máy, rồi không nói chuyện chỉ đứng sang một bên, hiển nhiên bọn họ cũng đã lên tầng 13. Thang máy tiếp tục đi lên, lúc này như gặp ma, đèn trong thang máy lại bật sáng, hai tình lữ nhìn ngô minh, cậu thanh niên đột nhiên hỏi, người anh em, ngươi tới đây thỉnh vương đại sư cho một lá bùa à rõ ràng đây là hỏi ngô minh ngô minh lắc đầu cậu thanh niên nhìn ngô minh từ trên xuống dưới nói được rồi không cần phải giả bộ ngươi không phải là người duy nhất tìm vương đại sư cầu che chở không cái gì mà không chúng ta sẽ không cười nhạo ngươi đâu vương đại sư là chú hai của ta nếu ngươi thực sự đến để xin bình an và bùa hộ mệnh ta có thể nhờ chú hai tính toán rẻ hơn một chút ta không quen biết cái gì vương đại sư cũng không phải đến xin bùa hộ mệnh. Ngô Minh không còn cách nào khác, đành phải trực tiếp từ chối loại người muốn nói chuyện này với mình. Nghe được Ngô Minh nói lời này, cậu thanh niên ngừng nói, khi ra khỏi thang máy, nhìn thấy Ngô Minh trực tiếp đi về phía bên trái hành lang, hắn ta lập tức gãi đầu lẩm bẩm nói, thật đúng là không phải tới tìm chú hai, hoài, nhìn lầm rồi. Nói xong, hắn ôm bạn gái đi về phía bên phải, gõ cửa một căn phòng có treo nhiều bùa vẽ quỷ, dán vào môn thần cửa phòng. Ngô Minh liếc mắt nhìn lại, nhưng đồng tử co rút lại, bởi vì Ngô Minh nhạy bén cảm giác được, nơi có khí tức âm lãnh hắc ám dày đặc nhất toàn bộ tòa nhà chính là trong căn phòng đó, có thể nói toàn bộ tòa nhà là vì sao lại ảm đạm và lạnh lẽo như vậy, mấu chốt chính là ở trong căn phòng đó, ngay tại lúc đôi tình nhân gõ cửa. Ngô Minh đã cảm giác được một tia khí tức cực kỳ quái lạ từ trong phòng phát ra. Hơi thở kia âm lãnh cực kỳ, nếu dùng thần thức nhận biết, giống như đụng phải một khối băng cực kỳ lạnh lẽo, không chỉ có như vậy, Ngô Minh còn cảm thấy một cổ tử khí nồng đậm. Loại hơi thở tử vong này cực kỳ nồng nặc, bình thường chỉ có thể phát hiện ở những nơi tập trung xác chết, Ngô Minh đã trải qua nhiều trận chiến, từng nhìn thấy rất nhiều người chết, cho nên hắn ta tự nhiên có thể cảm nhận được. Nếu là nhà xác hay nghĩa trang thì mọi chuyện cũng có lý, nhưng đây là tiểu khu trong cộng đồng, làm sao có hơi thở tử vong như vậy được? Hiển nhiên, bên trong có gì đó quái lạ sống trong hơi thở tử vong âm lãnh lâu ngày như vậy thì ngay cả người khỏe mạnh cũng sẽ sinh bệnh nếu như thể chất đó vốn đã xấu hoặc người già trẻ em thì thậm chí sẽ sinh bệnh nặng ngay cả bỏ mạng cũng có khả năng nhưng ngô minh không thích nhúng tay vào chuyện bao đồng không cần biết trong đó có chuyện gì cái gọi là vương đại sư làm gì chuyện này cùng ngô minh không có nửa phần tiền quan hệ ngô minh lần này là tìm đến cậu bé dung hợp với a mổ sự tình còn lại sẽ không phí công đi quản theo thông tin của giáo sư Từ, Ngô Minh đã tìm thấy nhà của cậu bé dung hợp ý thức A mổ, ngay lập tức, Ngô Minh nhấn chuông cửa. Có thể nghe thấy ngoài cửa truyền đến thanh âm điên đông điên đông, một lúc sau, Ngô Minh liền nghe thấy tiếng bước chân. Cửa bị một khe hở mở ra, lộ ra nửa khuôn mặt nam nhân, nhìn chầm chầm Ngô Minh ở ngoài cửa hỏi, ngươi tìm ai? Ta tìm. Từ tử hạo. Ngô Minh nói tên cậu bé. Nói đúng ra, bây giờ từ tử hạo này là a mổ và a mổ là từ tử hạo cũng giống như nguyệt ảnh và thiết mâu họ sẽ có ký ức về hai thế hệ nhưng rõ ràng chắc chắn là bên có ý thức mạnh hơn chiếm cứ chủ đạo tin rằng miễn là a mổ thực sự hòa nhập với ý thức của đối phương a mổ người mà ngô minh quen thuộc sẽ trở về anh là ai anh tìm tử hạo nhà tôi để làm gì người đàn ông nhìn ngô minh một cách cảnh giác cùng lúc đó một giọng nói của một người phụ nữ từ trong phòng vang lên thiên minh ai đang tìm tử hạo vậy hiển nhiên cha mẹ từ tử hạo đều ở nhà điều này khiến ngô minh rất ngạc nhiên và chỉ cần hai câu của đối phương ngô minh đã có thể chắc chắn từ tử hạo người đã hợp nhất với a mổ đang ở trong nhà vốn dĩ ngô minh đến đây tìm a mổ với thái độ muốn thử xem một chút bởi vì ngô minh biết ý thức của a mổ vẫn chưa được hòa nhập hoàn toàn cho nên ý thức của từ tử hạo vẫn chiếm cứ chủ thể đối phương từ bên trong công ty tinh hà trốn ra được, nhất định sẽ về nhà, bây giờ nhìn lại quả nhiên là như vậy. Ta là bạn của từ tử hạo. Nếu cậu bé ở nhà thì hãy cho ta gặp nó. Yên tâm, ta không có ác ý, hoặc có thể truyền lời cho cậu bé giúp ta, chỉ cần nói. Ngô Minh đến gặp nó. Ngô Minh suy nghĩ một chút, nghĩ xong liền nói, cho dù ý thức của A Mổ còn chưa hoàn toàn dung hợp, nghe đến tên mình nhất định sẽ có phản ứng. Nhìn thấy thái độ của Ngô Minh rất thành thẩn, cũng không giống một kẻ nói dối, vẻ mặt người đàn ông trung niên có chút thả lỏng, mở cửa ra, hỏi lại: "Anh thật sự biết tử hào sao?" Ngô Minh gật gật đầu, người trước lập tức nói: "Mời vào." Ngô Minh hiển nhiên nhìn thấy trên mặt đối phương có một tia buồn rầu, nhưng không nghĩ nhiều liền trực tiếp đi vào, đây là một căn hộ ba phòng ngủ. Căn hộ rất rộng rãi, trang trí cũng rất cao cấp, điều kiện kinh tế gia đình khá giả. Trong phòng còn có một người phụ nữ với khuôn mặt buồn bã, trong cô ấy đã ngoài 30 gần 40, nhưng vẫn còn nét quyến rũ. Khi bước vào phòng, Ngô Minh cảm thấy có gì đó không đúng, trong phòng nồng nặc mùi thuốc, trên khung cửa của một căn phòng phía trước thật ra có một chiếc gương đồng và một lá bùa bằng giấy màu vàng, ngay cả hướng chính bắc còn có một pho tượng làm bằng giấy vàng, có một bàn hương án phía trước, cắm ba cây nhang. Chuyện gì vậy? Ngô Minh lớn tiếng hỏi, hiển nhiên là Ngô Minh không ngờ tới cảnh tượng này, Nói xong Ngô Minh tự hồ cảm giác được cái gì, lập tức một bước về phía trước, bước về phía cửa có treo gương đồng và lá bùa vàng dán ở cửa phòng ngủ. Anh làm gì vậy? Hai vợ chồng không ngờ Ngô Minh nói vào là vào lập tức muốn ngăn cản, nhưng bọn họ rõ ràng không nhanh bằng Ngô Minh. Lúc này Ngô Minh đã đi trước một bước, đẩy cửa bước vào thì thấy từ tử hạo đang nhắm mắt, tức là A Mổ đang nằm bất động trên giường. A Mổ quan trọng như thế nào đối với Ngô Minh, đó là đồng bạn quan trọng nhất của Ngô Minh, và từ tử hạo, người đã hợp nhất với ý thức của A mổ, lúc này thực sự cũng là A mổ. Nhìn thấy bộ dáng này, Ngô Minh tự nhiên là trong lòng lo lắng vội vã tiến lên kiểm tra. Anh, sao anh lại làm thế này? Anh định làm gì con trai tôi? Dừng lại ngay, nếu anh không dừng lại chúng tôi sẽ gọi cảnh sát. Lúc này, cha mẹ từ tử hạo vội vàng chạy tới phía sau Ngô Minh, giờ khắc này đang lo lắng cho con trai mình, lập tức lên tiếng khiển trách ngô minh không có để ý đến bọn họ đưa tay đặt lên mi tâm a mổ ngô minh huy động thần thức của mình truyền vào thông qua những ngón tay của mình để kiểm tra tình hình của a mổ rất nhanh ngô minh nhíu chặt lông mày ung dung hạ xuống hiển nhiên a mổ không có chuyện gì ngược lại hôn mê kiểu này là chuyện tốt nguyên nhân là do ý thức của a mổ bắt đầu hòa nhập hoàn toàn và trí nhớ của nó sẽ tỉnh lại chính vì điều này mà nó mới hôn mê khi quá trình dung hợp này kết thúc a mổ tự nhiên sẽ tỉnh lại đến thời điểm đó ý thức của a mổ sẽ hoàn toàn hợp nhất với ý thức của từ tử hạo giống như thiết mâu và nguyệt ảnh hiện tại hắn không có chuyện gì các ngươi yên tâm đi lúc này tâm trạng của ngô minh rất tốt anh đã chắc chắn chỉ cần a mổ tỉnh lại a mổ quen thuộc sẽ trở về dù diện mạo của nó đã hoàn toàn khác trước nhưng không nghi ngờ chút nào đây cũng là a mổ chỉ có điều hình thái không giống mà thôi Ngô Minh lúc này cảm giác được sau đầu có gió thổi qua, nhưng là không quay đầu lại, trực tiếp đưa tay chọc một cái, liền tóm lấy một cây gậy gỗ. Đó là cha của Từ Tử Hạo, người đang cầm cây gậy. Trong tài liệu, có vẻ như ông được gọi là Từ Thiên Minh. Không phải ta nói cho ngươi biết, con trai ngươi không sao chứ. Ngô Minh cao mày quay đầu lại nói, sau đó Từ Thiên Minh trái tim lập tức nhảy lên, nhìn thấy ánh mắt của Ngô Minh, trong lòng bất giác sinh ra một loại e ngại cùng hoảng sợ. Ngô Minh biết cho dù mình nói gì thì đối phương cũng sẽ nghi ngờ, chẳng bằng không nói, dù sao khi A mổ tỉnh lại thì sẽ không sao cả. Vì vậy, anh bước ra khỏi phòng ngủ, đi đến phòng khách bên ngoài, nhìn thấy Ngô Minh chủ động đi ra. Từ thiên minh cùng vợ cũng thở vào nhẹ nhõm, bọn họ có thể thấy rõ vừa rồi Ngô Minh không có làm điều gì khác thường, nói đến, vẫn là bọn họ đã phản ứng thái quá. Nhưng điều này cũng hợp tình hợp lý. Suy cho cùng, là cha mẹ, điều quan trọng nhất là sự an toàn của con cái. Ngô Minh lúc này mới lộ ra vẻ bình tĩnh thông dong. Rõ ràng không phải chuyện mà người bình thường có được, Từ Thiên Minh cũng là giám đốc điều hành cấp cao của một công ty tư nhân, đã nhìn thấy đủ loại người, cũng tiếp xúc rất nhiều với một số quan chức cấp cao. Tuy nhiên, cảm giác mà Ngô Minh mang lại cho ông là khó hiểu nhất trong số những người ông từng thấy. Vừa rồi chúng tôi có chút kích động, anh Ngô phải không? Mời ngồi. Lúc này từ thiên minh cũng lấy lại bình tĩnh, bọn họ đều là những người có học thức cao, cần phải phép tắt đàng hoàng. Không nói tới việc ngô minh diện mạo bất phàm, thoạt nhìn cũng không phải người thường. Ngô minh gật gật đầu, ngồi trên sofa, nhìn từ thiên minh tự mình rót một tách trà, đồng thời đối phương cũng nói chuyện từ tử hạo hôn mê. Cách đây một thời gian, tử hạo đột nhiên biến mất, chúng tôi đã gọi điện báo cảnh sát, tìm kiếm suốt hai tuần đều không có kết quả, nhưng mới hai ngày trước, tử hạo đột nhiên tự mình quay lại ăn tối với chúng tôi rồi đi ngủ lúc đầu chúng tôi tưởng do nó mệt mỏi nhưng sau đó chúng tôi phát hiện ra nó đã hôn mê chúng tôi đã đến các chuyên gia của bệnh viện và kiểm tra nhưng không ai biết chuyện gì đã xảy ra với tử hạo nói chung cũng không cách nào tỉnh lại bởi vì tử hạo thân thể không có vấn đề gì nên tôi phải ở nhà quan sát anh ngô anh và tử hạo quen nhau như thế nào còn nữa sao anh lại nói nó không sao anh là bác sĩ A. Ngô Minh lắc đầu, hắn ta đương nhiên sẽ không thực sự giải thích vấn đề, hiện tại đã tìm được A mổ, anh chỉ cần đợi A mổ tỉnh dậy. Đúng lúc này, chung cửa vang lên, mẹ của từ tử hạo, người phụ nữ trung niên vẫn còn sức hấp dẫn, lập tức đứng dậy nói, hẳn là vương đại sư đến rồi, tôi ra mở cửa. Ngô Minh sửng sốt, anh còn nhớ vừa rồi đôi tình nhân gặp nhau trong thang máy đã nhầm tưởng mình đang tìm một người tên là Vương Đại Sư, không biết có phải là cùng một người hay không. Nhìn thấy cảnh này, từ thiên minh lắc đầu nói nhỏ, ai, không có cách nào, vì con trai chúng tôi đã nghĩ hết mọi cách, tôi không tin Vương Đại Sư, thế nhưng vợ tôi thà rằng tin có còn hơn không. Vương Đại Sư kia vậy mà lại nói con trai chúng tôi là bị ác linh phụ thể, nói rằng chỉ cần trừ ác linh ra thì có thể cứu con tôi trở về. Thực sự là hoang đường A, làm sao có thể có chuyện đó, đều là được người có giáo dục, làm sao có thể tin loại phong kiến mê tín này cơ chứ. Chẳng bao lâu, cánh cửa được mở ra, một ông già kiêu ngạo ăn mặc hạnh hoàng trường bào từ ngoài bước vào. Một ông lão chừng 50 tuổi, một tay cầm chuông đồng, tay kia sâu chuỗi hạt gỗ, đằng sau có mấy người, một đồng tử cầm một cái hộp gỗ, và hai người kia là gương mặt quen thuộc, hóa ra là cặp đôi đã gặp nhau trong thang máy, lúc này đối phương cũng nhìn thấy ngô minh. Vương Đại Sư, ngài đến rồi. Vợ của Từ Thiên Minh, tên là thục phân lúc này rất cung kính nói vương đại sư ngạo nghễ gật đầu rồi trực tiếp bước vào nhà lần trước ta nói con trai ngươi bị ác linh nhập thể nên hôn mê theo ta tính toán nếu có một ngày kia ác linh chiếm thân thể của ngươi đến lúc đó thì cái gì cũng không còn kịp nữa hôm nay là thời gian duy nhất để làm nghi lễ trừ tà thế nào các ngươi đã cân nhắc chưa vương đại sư hỏi thẳng ngay khi vừa bước vào phòng chúng ta đồng ý thiên minh anh nghĩ như thế nào dù thế nào cũng nên để cho vương đại sư thử xem chúng ta chỉ có thể có được đứa con trai này ngàn vạn không thể để cho nó có chuyện a à. thuộc phân yêu con trai như mạng sống của mình con trai của cô ấy hôn mê nên cô ấy tự nhiên lo lắng hơn ai hết tìm tới vương đại sư cũng là bởi vì đối phương ở phụ cận có chút tiếng tâm, bói toán trừ tà xem phong thủy thậm chí có một số quý nhân quan to cũng đến tìm vương đại sư có thể nói là khá hiệu quả bởi vì vương đại sư này là hàng xóm vì lẽ đó thuộc phân liền cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng nên tìm đến lão ta được rồi cứ thử xem mặc kệ như thế nào coi như là lấy ngựa chết làm ngựa sống đi từ thiên minh lắc đầu ngoài ngoại tuy rằng không tin vào những thứ này nhưng ông ta thật sự không còn cách nào khác vào lúc này cũng không thể để con trai hôn mê suốt như vậy ngược lại để vương đại sư kia thử xem cũng không có gì cùng lắm là tiêu một ít tiền từ thiên minh có thể coi là có chút của cải nếu con trai thực sự có thể khá lên thì ông ta sẵn sàng tiêu hết của cải từ tiên sinh làm sao ngươi vẫn là không tin lão đạo ta như ta đã nói con trai ông bị một linh hồn quỷ ám điểm này tuyệt đối không sai được ác linh đang từng bước xâm chiếm hồn vách con trai ông nếu nó thành công đến lúc đó thì con trai ông không còn là con của ông nữa mà là người khác nếu như không tin ta như vậy ta cũng lười lãng phí thời gian đi thôi nói xong liền muốn vênh váo hò hét xoay người rời đi thục phân lúc này rất vội vàng vội vàng kéo vương đại sư lại bảo đối phương ở lại còn có xin lỗi hiển nhiên đối với con trai của mình dù thế nào cũng nguyện ý chịu thiệt từ thiên minh không dám nói thêm ông thở dài đứng ở bên cạnh quan sát ách vị này chính là vương đại sư hỏi lớn khi nhìn thấy ngô minh vào lúc này anh ấy là bằng hữu tới xem tử hạo thục phân lúc này mới nói nhưng Vương đại sư vừa nghe, lập tức lắc đầu nói, người không liên quan, tốt nhất nên rời đi, lão đạo ta tác pháp thì không thể để những người khác tùy tiện xem. Rõ ràng là có ý tứ, muốn cho Ngô Minh rời đi. Ngô Minh hừ lạnh một tiếng, vừa rồi hắn ta không lên tiếng, nhưng lại đang quan sát lão nhân này. Thành thật mà nói, những gì đối phương nói thật sự khiến Ngô Minh kinh ngạc, bởi vì theo phương diện mê tín thuyết pháp mà nói, A mổ hiện tại còn không phải là tác linh, đã chiếm thân thể của từ tử hạo sao? Vì vậy những gì mà Vương Đại Sư nói thực sự vẫn đúng như vậy. Chỉ là ngô minh rất kỳ quái, đối phương làm sao mà biết được. Đó là một mánh khóe, hay là có tài năng thực sự có thể phát hiện ra sự tồn tại của ý thức A mổ? Nếu Vương Đại Sư này là một một tên lừa gạt, là một mánh khóe thì còn tốt, nhưng nếu đối phương thực sự có thể phát hiện ra ý thức của a mổ và có một số thủ đoạn có thể xua đuổi linh hồn ác quỷ a mổ đó là một vấn đề lớn ngô minh hiển nhiên không thể để cho chuyện này xảy ra nếu như ý thức của a mổ bị trục xuất chẳng phải nó sẽ chết chắc sao chưa kể a mổ không phải là ác linh cho dù là ác linh thì ngô minh cũng sẽ không bao giờ để cho đối phương làm chuyện như vậy nhìn thấy vương đại sư hạ lệnh trục khách thục phân và từ thiên minh cũng ngượng ngùng liếc nhìn ngô minh rõ ràng là muốn anh tự mình rời đi, nhưng Ngô Minh vốn có suy nghĩ và cố kỵ trước đó, làm sao có khả năng rời đi. Vương Đại Sư, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu, tình cờ cũng chưa từng thấy trừ tà, vừa vặn muốn được thêm kiến thức. Nếu Vương Đại Sư thật sự có thể thành công, ta vừa vặn có việc muốn xin mời Vương Đại Sư hỗ trợ, đương nhiên phí tổn không thành vấn đề. Ngô Minh rất là thổ hào nói, đồng thời lơ đãng lộ ra chìa khóa xe Mercedes-Benz GL Class, không có cách nào, đồ chơi này có lúc vẫn có thể phát huy được tác dụng chẳng hạn như khi giả vờ là người giàu có rõ ràng vương đại sư là người có nhãn lực đối phương nhìn thoáng qua chìa khóa xe vô tình lộ ra trong tay ngô minh biết giá trị của ngô minh có thể đắt đỏ liền coi hắn ta như con cá lớn ngay lập tức thái độ của vương đại sư cũng thay đổi lão ta liếc nhìn ngô minh nói đã như vậy ngươi lưu lại được thêm kiến thức cũng được sau này cũng có đề tài nói chuyện với những người khác phải biết trừ ta cũng không phải ai đều có thể gặp được, nhưng ta phải nhắc nhở trước, ở một bên yên lặng mà xem, không được gây tiếng động, quấy rối ta thi pháp thì ta chỉ có thể yêu cầu ngươi rời đi. Sau đó thiếu niên đồng tử đi theo vương đại sư bắt đầu bố trí, đôi tình nhân thì lại gần Ngô Minh nói nhỏ: "Tiểu tử, ngươi còn giả vờ giả vịt, còn nói không biết chú hai của ta." Có điều nói đi thì cũng nói lại, chú hai của ta thu phí không thấp, cho nên có gì phiền toái thì ngươi có thể nói cho ta biết trước ta có thể giải quyết cho ngươi nhưng mà ngươi phải trả phí một chút cùng đối phương nhỏ giọng nói linh tinh nhưng ngô minh đều đều dùng toàn lực chú ý vào trên người vương đại sư đối phương nhìn qua không có gì đặc biệt như vậy cái gọi là thi pháp trừ tà đến tục cùng là thật hay giả có thể sẽ gây hại cho a mổ hay không ngô minh cân nhắc nếu như vương đại sư này giả vờ bí hiểm thì không có vấn đề gì dù sao cũng không quá quan trọng cứ để lão nháo một chút cũng tốt nhưng nếu đối phương thật sự có năng lực đuổi quỷ đã thương a mổ thì mình nhất định sẽ ngăn cản đối phương theo quan điểm của ngô minh người được gọi là vương đại sư này rất bình thường cũng không có gì đặc biệt hẳn là hư trương thanh thế nhưng hết lần này tới lần khác những gì lão ta nói rất gần với sự thật vì vậy ngô minh muốn lưu lại bên này cháu trai của vương đại sư vẫn đang lải nhải nói ngô minh câu được câu chăng nhưng ánh mắt lại dán chặt vào vương đại sư bên kia chuẩn bị bàn hương án xếp đặt một đống đồ cúng tế rửa tay dân hương sau đó vừa rung chuông đồng một bên miệng lẩm bẩm nhìn quang cảnh trước mắt thì không khác gì bọn bịp bợm giang hồ ngô minh thấy thế này mới yên tâm một chút nếu đã như vậy thì để cứ để đối phương làm loạn vương đại sư nhảy lo cho kéo dài khoảng 10 phút sau đó lão kính cẩn lấy ra một thứ được bọc bằng vải đen đúng lúc này cháu trai của vương đại sư vốn đang nói chuyện với ngô minh lập tức im tiếng không tiếp tục nói nữa đồng thời mắt nhìn mũi mũi nhìn tim phản ánh của hắn rõ ràng có chút cổ quái nhưng ngô minh không có thời gian chú ý đối phương bởi vì khi hắn ta nhìn thấy thứ được bọc trong tấm vải đen thì lập tức bị hấp dẫn lực chú ý thứ đó không chỉ kỳ quái mà bởi vì ngô minh cảm nhận được một luồng khí tức cực kỳ âm u luồng khí đó chính là đầu nguồn quái lạ trong tòa nhà này và nó cũng là luồng khí tà ác mà ngô minh cảm thấy trước đây không nghi ngờ gì nữa nếu như nói vương đại sư chỉ là một bọn bịp bợm giang hồ thì thứ mà lão lấy ra lúc này tuyệt đối là hàng thật giá thật thứ mà vương đại sư lấy ra là một cái lọ chiếc lọ này rõ ràng là một vật cổ có từ lâu đời không qua khi nói rằng nó là đồ cổ hiện tại chiếc lọ này toát ra từng luồng từng luồng khí tức âm lãnh mãnh liệt đến cực điểm loại khí tức này người thường có thể cảm nhận được nhưng chắc chắn là thứ không thể nhìn thấy nhưng mà trong mắt của ngô minh hắn ta thậm chí có thể nhìn thấy hắc khí giống như cát đen chậm rãi xâm nhập từ khe hở trên miệng bàn thờ. Ngô Minh cao mày, và anh nhận ra ngay đó là một bình tro cốt. Hơn nữa ở bên trong bình tro cốt này có một linh thể vô cùng mạnh mẽ ẩn náu, cái gọi là linh thể kỳ thực đều là u linh, người phương Tây gọi là ma quỷ, cũng có thể gọi là linh hồn, những thứ này có thể nhìn thấy khắp nơi trên nguyên khí thế giới, u linh thánh điển mà Ngô Minh từng nắm giữ có thể tạo ra u linh. Nhưng mà trên thế giới không có nguyên khí này, Ngô Minh lần đầu tiên nhìn thấy loại quỷ hồn linh thể này. Ngay lập tức, Ngô Minh ước lượng dựa vào cấp độ của nguyên khí thế giới, đẳng cấp của linh thể trong bình tro cốt thực sự đã đạt tới tiêu chuẩn cấp 3. Điều này đã khá ghê gớm rồi. Thỉnh sư tổ giáng xuống thần thông, su các tị hung, chém chết ác quỷ. Vương Đại sư hét lên vài tiếng, lập tức quỳ xuống, và đồng tử phía sau lão cũng quỳ xuống, đồng thời hô to, mọi người còn không đều quỳ xuống, hướng về tổ sư hành lễ, có thể mời được tổ sư giáng lâm thì ác quỷ trong cơ thể đứa trẻ sẽ bị tiêu trừ. Một đôi tình nhân kia ngay lập tức quỳ xuống trước tiên, dáng dấp vô cùng thành kính, như thể quỳ lạy các vị thần linh. Vợ chồng từ thiên minh vẫn còn đang ngây người do dự, nhưng đột nhiên, một cổ hắc khí từ bên trong bình tro cốt truyền ra, sau đó tụ lại trên không trung thành một bóng người. Cảnh tượng này nhất định là cảnh mà người thường chưa từng thấy trong đời, từ thiên minh và thục phân đều là trợn mắt há hốc mồm, vội vàng quỳ xuống bởi vì cảnh tượng siêu nhiên trước mắt này quả thực có thể khiến người ta kinh hãi ngay lập tức tất cả mọi người trong phòng trường ngô minh đều quỳ xuống ngô minh đương nhiên sẽ không quỳ xuống trước một linh thể cấp 3, ngay cả một linh thể cấp 6 như u linh nữ vương cũng sẽ quỳ xuống khi nhìn thấy ngô minh người nắm giữ u linh thánh điển tuyệt đối là vua của tất cả các linh thể lớn mật còn không quỳ xuống nên tiếp tổ sư gia nhìn thấy ngô minh vẫn còn đần độn đứng ở nơi đó vương đại sư lập tức giận dữ trống lên Đúng lúc này, bóng đen trồi lên từ bên trong bình tro cốt nói một câu, quên đi, những kẻ không tôn trọng ta sẽ phải chịu khổ, đợi hắn ăn khổ liền sẽ học được cái gì gọi là tôn kính. Trước tiên ta sẽ loại bỏ ác quỷ bên trong cậu bé đó, để cho các ngươi mở mang kiến thức thủ đoạn của ta một chút. Nói xong, bóng đen về một tiếng liền bay vào trong phòng từ tử hạo, ngô minh chân mày cau lại, nhưng lại di chuyển bước chân với tốc độ cực nhanh cũng vào trong phòng. Lần này Ngô Minh thực sự dùng tốc độ chân chính của mình, thị lực của người thường không thể nắm bắt được động tác và bóng dáng của Ngô Minh. Trong mắt họ, Ngô Minh căn bản chính là hư không tiêu thất. Trong phòng, vừa lúc bóng dáng đen chuẩn bị lao về phía từ tử hạo đang ngủ say, đột nhiên phát hiện có một người đứng trắng ở trước người từ tử hạo. Người này chính là người vừa rồi không muốn quỳ ở bên ngoài. Bóng đen lập tức cột một tiếng, Rõ ràng là đang rất khó hiểu làm sao đối phương lại có thể tiến vào phòng trước hắn như thế này, điều này là không thể. Nhưng những gì xảy ra tiếp theo khiến bóng đen hoảng sợ không thôi, đối phương lấy ra một con dao găm, hàng quang trên con dao găm càng khiến nó cảm thấy sợ hãi không thể kiểm soát được, rõ ràng bóng đen biết nếu con dao găm của đối phương đâm vào mình thì bản thân chắc chắn sẽ chết. Đây là một loại cảm giác nguy cơ mãnh liệt, không chỉ có vậy, lúc này bóng đen mới cẩn thận quan sát đối phương phát hiện khí tức trên người đối phương mạnh gấp mấy chục lần so với người bình thường, ngay lập tức bóng đen biết mình đã gặp một người thực sự lợi hại. Giống như một lão đạo mà nó gặp phải hồi đó, chỉ cần một tay đã có thể tóm lấy bản thể vốn dĩ vô hình của nó, với một tiếng quát là có thể đem thân hình của nó đánh tan. Bất đắc dĩ, lúc trước nó vừa sản sinh ý thức thì đã bị lão đạo kia sử dụng mấy chục năm. Sau khi cõi đời này bạo phát chiến tranh thì lão đạo mất tích, lúc đó nó mới lần nữa khôi phục tự do chỉ có trằn trọc, mơ màng hồ đồ không biết lại trôi qua bao nhiêu năm rồi mới được vương đại sư kia tìm được trong một đạo quán bị bỏ hoang, có thể lại thấy ánh mặt trời. Nhìn thấy ngô minh, bóng đen như gợi lên quá khứ trong lòng, có điều nó dù sao cũng là quỷ vương trong rủi thế gian trăm năm, mặc dù biết người trước mắt này không dễ treo, nhưng nó cũng có tôn nghiêm của mình. Lập tức, bóng đen khạc khạc cười một tiếng nói, tiểu tử, ngươi không phải người bình thường, ta có thể nhìn ra được, có điều ngươi cũng đừng lo chuyện bao đồng, ta phải ăn tươi nuốt sống những linh thể khác để trưởng thành bản thân, cho nên ác linh trong cơ thể đứa nhỏ đó ta nhất định phải ăn, hơn nữa ta vẫn là làm chuyện tốt. Nếu như ngươi quản việc không đâu, như vậy đừng trách ta không khách khí. Nói xong, bóng đen đột nhiên tăng lên mấy lần, cửa vốn đã mở ra cũng bị một nguồn sức mạnh thúc đẩy, bành một tiếng đóng lại, trong phòng cuồng phong gào thét, đèn điện dường như bị ảnh hưởng chập chờn bật tắt, nhiệt độ trong nhà giảm mạnh giống như mùa đông lạnh giá đông tỉnh này nếu như đổi lại một người bình thường chắc cũng sợ chết khiếp trăm phần trăm sẽ quỳ xuống dập đầu nhưng rõ ràng bóng đen quỷ vương đã chọn nhầm đối tượng có cảnh tượng nào mà ngô minh chưa từng thấy qua vì vậy hắn ta tự nhiên sẽ không để tâm đến loại trò bịp bợm này chỉ là một linh thể mà cũng dám ở chỗ này hô to gọi nhỏ ta khuyên ngươi trở về cùng gã vương đại sư kia đi lừa gạt người khác đừng dính líu vào những chuyện ở đây ngô minh cười lạnh một tiếng nói nếu gia hỏa tự xưng là quỷ vương biết mình lúc trước giết chết không biết bao nhiêu linh thể u linh thậm chí ngay cả lãnh chúa andromat ma vương cũng bị giết chết chỉ sợ nó sẽ không dám hô to gọi nhỏ với mình nữa bóng đen kia vừa nghe lập tức giận tím mặt muốn chết nó mặc dù có chút kiên kỵ đối phương nhưng không có nghĩa là sợ hãi trong khoảng thời gian này thực lực của nó cũng đã tiến bộ rất nhiều linh thể bình thường chỉ có thể dựa vào ảo giác để dọa người thế nhưng là một quỷ vương thì nó có thủ đoạn tấn công trực tiếp. Ngay lập tức, bóng đen ngưng tụ ra một đôi quỷ trảo sắc bén, bỗng nhiên hướng về ngô minh chụp tới, đồng thời bóng đen lao tới đầu đối phương, chỉ cần xâm nhập vào ý thức của đối phương, đến lúc đó chỉ là dựa vào ảo giác khủng bố liền đủ để phá hủy ý chí đối phương. Có thể nói, bóng đen đối với loại chuyện này khá quen thuộc, cũng đã từng thử qua, nhưng là lần này rõ ràng là dùng sai đối tượng. Đôi quỷ trảo cũng không có bắt được ngô minh, liền bị một đạo hàng quang chém xuống. Không những thế, khi xâm nhập vào ý thức của Ngô Minh, thần thức của nó cũng bị thần thức mạnh hơn của Ngô Minh lập tức áp chế. Trong không gian thần thức, bóng đen kinh ngạc nhìn chằm chằm ý thức thể Ngô Minh khổng lồ vô cùng, khiến nó thậm chí không có một chút cảm giác phản kháng. Bởi vì nó biết nếu mình có bất kỳ hành động nào vào lúc này, nó sẽ bị đối thủ giết chết ngay lập tức. Hơn nữa, đối thủ còn mạnh hơn nó vô số lần về cấp độ linh thể. Bóng đen này cũng là thiên đường có lối không đi, ý thức thể của Ngô Minh cực kỳ cường đại, tính theo đẳng cấp nguyên khí chính là tồn tại đã đạt tới cấp 7. Bóng đen chỉ là linh thể cấp 3, trong thần thức của Ngô Minh giống như thịt trên thớt có thể băm vằm tùy ý. Dưới áp lực to lớn của thần thức, bóng đen cuối cùng không chịu nổi áp lực kinh khủng nữa mà khuỵu xuống. Tiền. Tiền bối, tha. Tha mạng. Dưới áp lực kinh hoàng, bóng đen chỉ có thể lắp bắp nói ra câu này trong khi ngô minh cũng lười nói chuyện với đối phương nên anh trực tiếp tách ra một tia thần thức cuốn lấy bóng đen đọc ký ức của đối phương ngay lập tức ngô minh đã nhìn thấy tất cả những trải nghiệm của chiếc bóng từ khi nó ra đời cho đến nay nói thật cái bóng này có thể nói là một hồn ma trong dân gian nó được hình thành bởi một lão đạo thu thập âm hồn và vong linh trăm năm trước sau đó bị phong ấn trong bình bóng đen này không có tên bây giờ nó tự xưng là sư tổ hay là quỷ vương có thể nói vương đại sư bị nó điều khiển và nghe theo mệnh lệnh của nó. Bởi vì có quỷ vương ở đó nên vương đại sư mới có thể ăn sung mặt sướng, mới có thể xem bói cho người khác, su các tị hung, làm đủ mọi trò thần kỳ khiến mọi người tin lão là người có tài thực thụ. Và cách mà bóng đen này tự tăng cường sức mạnh chính là ăn tươi nuốt sống những linh hồn yếu ớt khác. Ngay cả khi những linh hồn đó yếu đến mức chỉ còn lại một tia ý thức thì chúng cũng là chất dinh dưỡng của bóng đen này lần này từ tử hạo rõ ràng đã trở thành mục tiêu của nó cho nên mới có nghi thức thi pháp trừ tà này tổng kết lại thì vương đại sư lấy tiền và bóng đen lấy dinh dưỡng có thể nói là đôi bên cùng có lợi nếu như không gặp phải ngô minh nói không chừng một tia ý thức của a mổ đã bị bóng đen nuốt chửng suy cho cùng ý thức của a mổ hoàn toàn là một người ngoại lai một linh hồn đã xâm nhập vào ý thức của từ tử hạo chỉ có điều a mổ không phải muốn phụ thể đoạt xác mà là dung hợp ý thức bên trong ta có ngươi bên trong ngươi có ta. Tất nhiên, ngay cả khi A mổ muốn chiếm hữu cơ thể thì Ngô Minh cũng sẽ không để bất cứ ai quấy rầy A mổ. Bây giờ Ngô Minh nghe truyện trên TV audio CV muốn giết bóng đen này có thể nói chỉ là trong nháy mắt, xét về trên đẳng cấp ý thức thể thì bóng đen kém Ngô Minh 10 vạn 8 ngàn dặm, nhưng anh không giết chết bóng đen này. Ở thế giới không có nguyên khí như thế này, quỷ hồn cùng linh thể đều chỉ tồn tại trong truyền thuyết, tuyệt đối xem như là vật hy hữu. Hơn nữa, ngô minh cũng muốn biết ngay từ đầu lão đạo tạo ra bóng đen này đã dùng phương pháp nào để tạo ra quỷ hồn giống như cách nguyên khí thế giới sử dụng nguyên khí để tạo ra sinh vật vì vậy ngô minh định thả đối phương đi nhưng hắn ta tách ra một tia thần thức lẫn vào trong linh thể quỷ hồn tương đương với khống chế đối phương nếu ngô minh muốn bất kể đối phương ở đâu thì hắn ta đều có thể dựa vào một tia thần thức đó trực tiếp giết chết bóng đen bóng đen lấy lại tự do hiển nhiên vô cùng kinh hãi nó biết rõ ngô minh đã làm gì nhưng không thể chống cự đối với nó ý thức thể của ngô minh cao hơn nhiều so với linh thể của nó nếu như nó là một tồn tại quỷ hồn trăm năm thì ý thức thể của ngô minh giống như một lão quỷ sống qua ngàn năm vì thế dưới tình huống như vậy bóng đen hoàn toàn không thể chống lại ngô minh sau khi bị ngô minh đuổi ra khỏi không gian thần thức gia hỏa này liền đàn hoàng phiêu đẳng ở một bên lúc này vương đại sư và những người khác ở ngoài cửa hiển nhiên phát hiện ngô minh biến mất lúc này mới lên tiếng hỏi dò tổ sư gia bên trong không sao chứ người đó vừa đi vào sao bóng đen nhìn ngô minh một chút nhìn thấy ngô minh là một thủ thế mới lên tiếng nói không có chuyện gì vị tiên sinh kia đến đây để giúp ta đuổi ác linh được rồi ta muốn loại bỏ ác linh các ngươi không cần nhiều lời nhiều lời nữa nghe xong lời này vương đại sư cùng những người khác ở bên ngoài tự nhiên không dám nói nữa ngô minh ngồi bên cạnh giường trước tiên kiểm tra tình hình của a mổ hiển nhiên là quá trình dung hợp ý thức của a mổ đã đến giai đoạn cuối vài tiếng nữa sẽ kết thúc lúc đó a mổ sẽ giống như thiết mâu và nguyệt ảnh khôi phục hoàn toàn bộ ký ức ban đầu khoảng thời gian này ngô minh dự định chờ ở chỗ này dù sao thì hắn ta cũng không muốn a mổ xảy ra chuyện gì bóng đen vẫn cúi đầu đứng trước mặt anh Ngô Minh không để nó nói chuyện, nó tự nhiên rắm cũng không phóng một cái. Theo suy đoán của bóng đen, người trước mặt chắc chỉ là một quỷ xui xẻo bị phụ thể. Bởi vì nó đã nhìn thấy thần thức của đối phương, thực sự là một ý thức thể mạnh mẽ mà chỉ có một lão quỷ ngàn tuổi mới có thể sở hữu được. Hẳn là một tồn tại cấp quỷ vương ngàn năm cường đại, chiếm được thân thể của người này, hay vì tính mạng của mình bây giờ nằm trong tay đối phương, vì lẽ đó biểu hiện cực kỳ cung kính. Sau một khoảng thời gian im lặng, Ngô Minh liếc nhìn bóng đen, lớn tiếng hỏi, "Ngươi có tên không?" "Không, không, còn xin tiền bối ban cho ta tên." Đương nhiên, bóng đen sẽ không còn gọi mình là tổ sư gia, ở trước mặt Ngô Minh, nó chỉ có thể ra vẻ đáng thương. "Vậy ta gọi ngươi lão hắc đi, ta đọc được vài thứ từ trí nhớ của ngươi, đó là một cuốn sách." Nó vốn thuộc về chủ nhân trước đây của ngươi, sau đó lại rơi vào trong tay của Vương đại sư, đó là sách gì? ngô minh lên tiếng hỏi từ trong ký ức của bóng đen ngô minh thấy được rất nhiều ký ức về cuốn sách này xen lẫn trong đó là nỗi sợ hãi của bóng đen hơn nữa vương đại sư có thể gặp được bóng đen cũng có liên quan đến quyển sách này nhưng trong trí nhớ của bóng đen cũng không có thêm gì nữa hơn nữa ngô minh đọc trí nhớ thật ra cũng không mạch lạc giống như một đoạn cách một đoạn trong đó cũng có rất nhiều chỗ trống bởi vì hiếu kỳ ngô minh mới lên tiếng hỏi nghe được lời nói của ngô minh bóng đen lập tức trùng mình tuy trước đó đã nghi ngờ đối phương có khả năng nhìn thấu trí nhớ của mình nhưng thật sự xác thực điều này vẫn khiến cho bóng đen vô cùng sợ hãi phải biết việc tìm kiếm trí nhớ ý thức thì chắc chắn không phải là một việc dễ dàng ít nhất là nó không làm được nếu như mạnh mẽ tìm tòi trí nhớ toàn ý thức thể của nó sẽ sụp đổ ngay lập tức bóng đen càng thêm kiên kỵ và cung kính đối với ngô minh tiền bối quả thật có một cuốn sách như vậy thuộc sở hữu của chủ nhân đầu tiên của tôi đó là một quyển sách cổ tàng thiên, ghi lại một số đạo bùa. Tôi không có xem qua, vì tôi không thể đọc được chữ trên sách cổ. Dường như không có linh thể nào có thể chạm vào sách cổ, hiện tại quyển sách cổ này đang ở trong tay Vương Nhị Bảo, nếu ngài muốn, tôi liền kêu hắn mang tới. Hắc ưng cung kính nói. Vương Nhị Bảo. Ngô Minh sửng sốt, nhưng anh nhanh chóng nhận ra đây là tên thật của Vương Đại Sư đó. Ngô Minh lập tức gật đầu, bóng đen nhìn thấy lập tức hướng về phía bên ngoài quát nhị bảo mau chóng đem sách cổ phù triện mang tới đây vương đại sư bên ngoài hiển nhiên có chút sững sờ tổ sư gia ngài đây là bảo ngươi thì ngươi liền làm đi nói nhảm gì đó bóng đen cuốn lên thầm mắng vương nhị bảo nó biết mạng nhỏ hiện tại của mình đều nằm trong tay người khác nhân gia một khi không cao hứng có lẽ liền diệt sát mình ngay nghe thấy bóng đen tức giận vương đại sư ở bên ngoài khó hiểu nhưng cũng không dám chậm trễ vội vàng lui về phía sau từ trong kép lấy ra một cái hộp cầm cái hộp trong tay trở lại tổ sư gia đồ vật mang tới ngài xem vương đại sư cung kính nói ở ngoài cửa mang vào đi chỉ một mình ngươi những người khác không cho phép đi vào giọng của bóng đen vang lên vương đại sư chỉ có thể là nâng hộp đẩy cửa mà vào vừa bước vào phòng vương đại sư đã nhìn thấy ngô minh đang ngồi khoanh chân trên ghế tổ sư gia của mình thì không người nghiêm chỉnh đứng ở một bên. Vương Đại Sư hiển nhiên không phản ứng lại, vội vàng hỏi, tổ sư gia, hắn đây là. Người nói nhảm gì đó, đưa đồ cho ta. Lúc này, lão Hắc Vương móng vuốt ra trực tiếp đoạt lấy hộp gỗ từ trong tay của Vương Đại Sư đi tới, sau đó cúi người chắp tay trước mặt Ngô Minh. Tiền bối, đã mang đồ đến rồi. Nhìn thấy cảnh này, cầm của Vương Nhị Bảo suýt chút nữa đã rơi xuống đất, điều này vượt xa dự liệu của lão ta phải biết lão hiểu rõ năng lực của vị tổ sư gia này hơn ai hết đó là quỷ vương trăm năm hàng thật giá thật vương nhị bảo khi còn nhỏ đã theo chân các đạo sĩ già trong làng kiếm sống bằng nghề giúp người siêu độ cùng làm việc tang lễ sau đó nhờ cơ duyên ở trong một đạo quán cũ nát tìm được một quyển sách cổ nhờ vậy mà đã tìm thấy lão hắc bị chôn trong bãi tha ma tức là bình tro cốt của lão hắc lúc đầu sau khi lão hắc xuất hiện suýt chút nữa đã dọa chết vương nhị bảo lão hắc cũng không có giết lão cho nên vương nhị bảo gọi lão hắc là tổ sư gia dựa vào thủ đoạn của lão hắc ngược lại đúng là lăn lộn vui vẻ sung sướng ở trong thành phố mua nhà xe còn bao mấy nữ nhân trẻ tuổi trước đây vương nhị bảo đã từng nhìn thấy lão hắc cắn nuốt các linh hồn khác thậm chí có lần còn dùng quỷ trảo chém vài tên côn đồ tìm phiền toái thành nhiều mảnh vương nhị bảo biết ngay là mình đã trèo lên một đại thụ rồi có thể nói trên cõi đời này không có ai là đối thủ của tổ sư gia nhưng bây giờ, tổ sư gia lại cư xử như cháu trai vậy, điều này thực sự khiến Vương Nhị Bảo khó hiểu, trong lòng càng thêm chấn động. Ngô Minh cầm hộp gỗ mở ra, quả nhiên nhìn thấy bên trong có một tập sách rất đơn giản, khi mở ra thì toàn là các loại ký tự kỳ quái, người bình thường nhìn vào thì thấy như thiên thư. Vương Nhị Bảo nghiên cứu hơn 30 năm mới có thể dựa vào sách cổ vẽ ra một tấm bùa chú, cũng coi như là nghị lực kinh người chỉ có điều văn tự xa lạ khó hiểu trong mắt người khác lọt vào mắt ngô minh nhưng lại khá quen thuộc bởi vì ngô minh nhận ra những chữ này đây là văn tự được bí thuật sư nguyên khí thế giới sử dụng mật văn ngay cả trong nguyên khí thế giới cũng chỉ có một số ít người hiểu được nó bất quá ngô minh là một bí thuật sư hơn nữa còn là một bí thuật sư cao cấp cho nên hắn ta hiểu được những văn tự này không thể không nói ngay cả ngô minh cũng phải sửng sốt không ngờ trên thế giới này lại có thể nhìn thấy những văn tự được viết bằng mật văn quả thật có chút không thể tưởng tượng được điều đáng kinh ngạc hơn nữa là nội dung của cuốn sách cổ này mặc dù cuốn sách chỉ có hơn chục trang nhưng ngay sau khi ngô minh vừa đọc một chút đã bị thu hút ngay lập tức khiến hắn ta trực tiếp đắm chìm vào nó ngô minh không nói chuyện cả căn phòng đều yên lặng vương nhị bảo càng cảm thấy mệt mỏi mấy lần không nhịn được muốn hỏi mấy lần nhưng đều cố nén lại vương nhị bảo không phải kẻ ngốc bằng không lão cũng không có khả năng từ một nông dân chân đất lăn lộn cho tới một thân gia như hôm nay nhân vật mà ngay cả tổ sư gia đều cực kỳ cung kính làm sao có thể là người bình thường được nghĩ lại việc vừa rồi không ai trong số họ có thể nhìn thấy đối phương xâm nhập bằng cách nào vương nhị bảo nhận ra điều gì đó vì vậy lão ta vô cùng cung kính đứng ở một bên không hề phát ra tiếng động trong đầu cũng đang suy nghĩ nghĩ đến đường lui sau này của mình Quan trọng nhất là lão phát hiện người thanh niên kia thật sự là xem hiểu sách cổ, văn tự trên đó vô cùng thâm ảo, sau hơn 30 năm nghiên cứu thì lão cũng chỉ biết một chút gia lông, có điều xem dáng dấp của đối phương, dường như là sự thật có thể xem hiểu. Nghĩ đến hành động của tổ sư gia, Vương Nhị Bảo không ngoan đã biết mình nên làm gì. Ngô Minh không nói lời nào, cho nên lão hắc đương nhiên không dám tự mình đuổi Vương Nhị Bảo ra ngoài, cho nên trong khoảng thời gian còn lại, một người một quỷ đàng hoàng đứng ở nơi đó, thần thái cung kính còn ngô minh ngồi trên ghế xem kỹ cuốn sách cổ trong tay không còn nghi ngờ gì nữa nội dung của cuốn sách cổ đã hoàn toàn thu hút ngô minh thậm chí có thể nói nó đã mở ra một cánh cửa thần kỳ khác cho ngô minh phù triện được mô tả trong sách cổ có thể phát huy uy lực to lớn trong thế giới không có nguyên khí tóm lại đây là vật thoát ly với nguyên khí nhưng tương đương với một thẻ bài nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha mặc dù ngô minh có thể hiểu được mật văn của cuốn sách cổ này nhưng thành thật mà nói rất khó để thực sự hiểu được ý nghĩa chân chính trên đó tất cả chỉ là mô tả về các loại bùa chú khác nhau và mấu chốt nằm ở chất liệu và vận dụng khí cái gì là khí sách cổ giải thích có thể hiểu là thứ tương tự như nguyên khí được người viết sách cổ này tạo ra và dùng để thay thế nguyên khí trong thế giới không có nguyên khí này thứ được gọi đơn giản là khí này chọn vật liệu chính xác phát thảo các văn tự phức tạp lên lá bùa, sau đó bổ sung khí, thì lá bùa có thể phát huy tác dụng. Tuy nhiên, có hàng trăm loại bùa chú được mô tả trong quyển sách cổ tàng thiên, nhưng chỉ có hơn 30 loại bùa chú được ghi lại trong quyển sách và mỗi loại có tác dụng khác nhau. Có điều ngô minh hiện tại không có nắm giữ khí, không cách nào chế tác phù triện, nhưng cũng là có thể xem hiểu mật văn, biết công hiệu của tấm bùa chú. Phải nói tác dụng của bùa chú cũng gần giống như thẻ bài, có loại trong yếu ớt, không có tác dụng gì thực chất, ví dụ như bùa chú có tác dụng xua tan âm khí, chỉ có thể bảo vệ sức khỏe và tuổi thọ của con người. Nhưng một số loại bùa chú đều cực kỳ mạnh mẽ, giống như thiên lôi phù triện, có sức tấn công mạnh nhất trong số hơn 30 loại bùa chú, giống như thể phép lôi hệ, nó có thể dẫn một đạo thiên lôi hạ xuống đánh chết địch nhân. Quy lực của thiên lôi này được ghi chép trong sách cổ lại là nói cực kỳ khoa trương, đó chính là bốn chữ. Lôi lạc vô sinh ý nghĩa rất đơn giản phàm là mục tiêu bị thiên lôi phù triện này oanh trúng hẳn phải chết không thể nghi ngờ ngô minh cảm thấy ngay cả một thẻ phép cấp 6 cũng không thể trăm phần trăm đánh chết đối thủ vì vậy ngô minh cảm thấy mô tả trong cuốn sách cổ này hơi phóng đại nhưng hiển nhiên ngô minh có hứng thú với lá bùa này trong thế giới không có nguyên khí này hoặc là cực kỳ khó có được nguyên khí ngô minh thiếu thủ đoạn tấn công mạnh mẽ rõ ràng là không thể đối phó với mọi tình huống chỉ dựa vào mang lực thuần túy, sự xuất hiện của lá bùa vào lúc này chắc chắn sẽ lấp đầy một khoảng trống. Ngô Minh đang đắm chìm trong cuốn sách cổ, hoàn toàn không để ý đến thời gian trôi qua, khi từ tử hạo ở trên giường bên cạnh, tức là A Mổ, kêu một tiếng, Ngô Minh đã tỉnh táo trở lại. Lúc này, bên ngoài trời vẫn tối đen như mực, nhìn thời gian đã trôi qua hơn 6 giờ, mà trong khoảng thời gian này, lão hắc và vương nhị bảo vương đại sư cơ linh vẫn cung cung kính kính đứng ở nơi đó lão hắc thì còn nói được còn vương nhị bảo kia thì lại thú vị có thể nhanh như vậy liền mượn gió bẻ măng cũng tuyệt đối là một nhân tài điều này khiến ngô minh nghĩ ngay đến triệu văn ba hai người này vẫn có rất nhiều điểm chung nhưng đây không phải là điều mà ngô minh chú ý đến bây giờ hắn ta đang chú ý đến a mổ đang thức tỉnh đem sách cổ trước tiên thu lại cẩn thận Ngô Minh đứng dậy và nhìn A Mổ trên giường đang từ từ tỉnh dậy. Chỉ là lúc này, ánh mắt của hắn không còn bối rối như lần đầu gặp gỡ Ngô Minh, thay vào đó là ánh mắt lộ ra một chút ánh sáng xanh lam. Khi nhìn kỹ hơn, đồng tử của hắn liền chuyển sang màu xanh lam, vô cùng sáng sủa, càng thêm sắc bén. Ngay sau đó, cậu nhìn thấy những người trong phòng. Trong đó bắt mắt nhất không thể nghi ngờ chính là lão hắc. Dù sao ai nhìn thấy bóng đen lơ lửng trên không trung đều sẽ giật mình, nhưng mà từ tử hạo tuổi còn nhỏ này lại không chút nào sợ hãi, chỉ là liếc mắt nhìn liền không quan tâm dời ánh mắt đi, vương nhị bảo trực tiếp bị cậu bỏ quên, sau một khắc, con mắt của cậu ta nhìn thấy ngô minh. Trong chốc lát, hai mắt từ tử hạo bắn ra một tia sáng, vẻ mặt lập tức trở nên hưng phấn, sau đó từ trên giường nhảy xuống, nhào vào trong vòng tay của ngô minh. A à, mổ, A à, mổ. Cậu bé trông chỉ mới 5-6 tuổi treo trên người ngô minh như một con gấu túi, như thể gặp lại người thân đã lâu không gặp, đối với Ngô Minh tràn đầy quyến luyến. Cảnh tượng này đã được Lão Hạc và Vương Nhị Bảo nhìn thấy trong mắt, nhưng lại là một cảnh tượng khác, hiển nhiên này một người một quỷ lúc này mới phản ứng lại, chẳng trách đối phương không muốn trừ quỷ, hóa ra là quỷ và người này quen biết nhau. Đương nhiên bây giờ bọn họ không dám nói nhảm, chỉ có thể thành thành thật thật chờ ở một bên. A à mổ, bây giờ cậu đã hợp nhất với ý thức của từ tử hạo rồi, cậu chắc có thể nói được rồi ngô minh vỗ vai a mổ nói người sau có vẻ khó hiểu sau đó dường như nhớ ra điều gì đó ngờ vực nói chủ nhân tôi cảm thấy như tôi đã có một giấc mơ ngày đó a mổ chỉ muốn lấy lại đệ nhất nguyên huyết cho cậu chủ về sau a mổ bị một luồng sáng nhiều màu hút đi sau đó liền bắt đầu nằm mơ mơ thấy mình trở thành người khác ngô minh đương nhiên biết nghi hoặc của a mổ lúc này dù sao đây cũng là hai ý thức lúc này khi bọn họ hợp nhất thành một người lúc đầu nhất định sẽ có chút hoang mang nhưng chỉ cần thời gian trôi qua thì hai người sẽ thật sự trở thành một người a mổ là từ tử hạo từ tử hạo là a mổ có lẽ đã nghe thấy tiếng động hai vợ chồng từ thiên minh đang lo lắng chờ đợi bên ngoài rốt cuộc không nhịn được chạy vào vừa bước vào phòng họ đã thấy con trai mình đang nằm ngoài trên người của ngô minh tử hạo con tỉnh rồi à con trai yêu của mẹ con tỉnh rồi con có biết là làm bố mẹ sợ chết khiếp không vợ chồng định chạy lại ôm con trai thì a mổ đã lộ ra một tia nghi hoặc một tia thân thiết còn có một tia do dự ngay lập tức ngô minh vỗ vai a mổ và nói nhỏ a mổ họ là cha mẹ của cậu đi nói chuyện với họ đi rõ ràng lúc này ý thức của từ tử hạo cũng đã thể hiện ra ngoài a mổ cũng có chút thấp thỏm chạy tới nhất thời người một nhà đoàn tụ có thể nói là khá cảm động con trai mắt của con bị sao vậy Lúc này Thục Phân cẩn thận mới phát hiện ra vấn đề, lập tức lớn tiếng hỏi. Đây quả thực là một vấn đề, rốt cuộc rất khó để biện minh cho đôi mắt xanh như vậy, nhưng Ngô Minh cũng có biện pháp, bởi vì sẽ có người giải thích cho A Mổ thay hắn ta. Liếc nhìn Lão Hắc, Lão Hắc lập tức trùng mình và hiểu ý của Ngô Minh, Lão Hắc lúc này lại ho khan, giả vờ thần bí nói, ta đã khu quỷ thành công, nhưng vì chuyện này mà để đồng tử của cậu bé thay đổi màu sắc. Nhưng không sao, sự thay đổi này là có lợi, sau khi có được đôi mắt này, sau này cậu bé sẽ có thể tru tà bất xâm. Lão Hắc đã sống mấy trăm năm, bản lãnh thật sự không học được bao nhiêu, nhưng khả năng lừa gạt người và chuyện nhảm nhí là hạng nhất nên bắt đầu nói nhảm nhí ngay lập tức. Vương Nhị Bảo phản ứng lập tức vội vàng cùng nhau lừa gạt, cuối cùng Vương Nhị Bảo vuốt trâu dê trên cằm, lắc đầu nói, tiện nghi cho các ngươi rồi, loại thuật thay đổi đồng tử này không phải tổ sư gia dễ dàng sử dụng, với đôi đồng tử xanh biết này, đứa nhỏ này về sau có thể nói là bách tà bất xâm, tương lai không thể hạn lượng A. Với lời giải thích của Vương Đại Sư, mặc dù vợ chồng từ thiên minh vẫn còn chút nghi ngờ, nhưng họ đã không còn để ý đến ánh mắt của từ tử hạo, họ sợ nhất chính là con mình có vấn đề, nên đã hỏi một số điều bí mật, do đã hợp nhất với từ tử hạo nên câu trả lời của A mổ trôi chảy, và ngay lập tức cả hai không còn nghi ngờ gì nữa đã trăm phần trăm xác định đây chính là con trai của bọn họ sự tình chấm dứt đến đây cũng coi như là đều đại hoan hỷ ngô minh không muốn làm xáo trộn cuộc sống bình thường của vợ chồng từ thiên minh hiện tại a mổ đã tỉnh lại nên tạm thời có thể ở lại đây dù sao đây cũng là nhà của cậu ta a mổ cảm thấy tình yêu thương của cha mẹ như thế này cũng là một điều tốt đi ra khỏi phòng đôi tình nhân ở bên ngoài rõ ràng không biết chuyện gì đang xảy ra họ không hiểu tại sao ngô minh lại ra khỏi căn phòng đó và điều càng không rõ ràng là tại sao Vương Đại Sư, thậm chí là tổ sư gia của Vương Đại Sư lại có vẻ rất cung kính với Ngô Minh đó. Lúc này, Lão Hắc đã lén lút truyền lời cho Ngô Minh, tiền bối, tôi phải trở về bình cho cốt để nghỉ ngơi. Ở bên ngoài liên tục sẽ tổn hại đến linh thể của tôi, có điều ngài có bất cứ phân phó nào cũng có thể triệu hoán tôi, Lão Hắc sẽ đến ngay lập tức. Hiển nhiên, hiện tại Lão Hắc đã thần phục với Ngô Minh, coi như phải đi về cũng cần phải xin chỉ thị trước tiên. Ngô Minh để lại một luồng thần thức trong cơ thể đối phương, tự nhiên không sợ đối phương phản bội, vì vậy liền gật đầu đồng ý. Ngay lập tức, lão hắc coi như được đại xá, hắn lại lén cúi đầu trước Ngô Minh, rồi bay ra ngoài vẫy tay với mọi người, hóa thành một đám sương mù đen và chui vào trong bình. Lão hắc không có ở đó, Vương Nhị Bảo cũng không có thở vào nhẹ nhõm, bởi vì lão hắc truyền cho lão một câu khi vào trong bình. Người này là tiền bối của ta, nhớ lấy không thể chậm trễ trên thực tế coi như là lão hắc không nói lời nào vương nhị bảo cũng biết mình phải làm gì lúc này liền hạ lệnh cho đồng tử thu thập những đồ vật lừa gạt đó còn lão lại đi tới trước mặt ngô minh rất cung kính nói ngô tiên sinh tiếp theo ngài còn cần làm gì xin cứ việc phân phó là tốt rồi lần này đôi tiểu tình nhân bao gồm cả vợ chồng từ thiên minh cũng nghẹn họng nhìn trân trối không thể tưởng tượng nhìn vương đại sư phải biết vương đại sư này ngày thường chính là người lỗ mũi hết lên trời xưa nay chưa từng có vẻ mặt ôn hòa với người khác kiêu ngạo tận trời thế nhưng giờ khắc này lại ăn nói khép nép với một người như vậy thật sự vượt xa hiểu biết của họ vào lúc này tất cả mọi người đều không biết lúc này vương đại sư đang có ý khác tuy rằng thể diện trong mắt lão rất quan trọng nhưng so với người chống lưng thì vẫn còn kém xa hiển nhiên thanh niên tên ngô minh này hậu thuẫn còn mạnh hơn cả tổ sư gia của lão cơ hội nịnh nọc như thế này nếu lão bỏ lỡ thì lão sẽ không còn là vương đại sư nữa. Ngô Minh lắc đầu, chỉ là lạnh nhạt nói, không phải việc của ngươi, trở về đi thôi. Giọng điệu đó quả thật là giọng điệu của trưởng bối đối với vãn bối, của cấp trên đối với cấp dưới, nhưng vương đại sư vẫn thập phần hưởng thụ, cuối người hành lễ mới chịu dẫn người rồi đi. Lúc này, đèn trong phòng khách đột nhiên tắt ngấm, bởi vì đã 7-8 giờ tối nên cả căn phòng phút chốc vô cùng tối tăm. Tại sao lại cúp điện? Ta đi tìm đèn tin từ thiên minh nói xong liền đi tìm đèn tin những người khác cũng không coi trọng việc cúp điện ngoại trừ ngô minh trong lòng ẩn ẩn có cảm giác điềm xấu ngay lập tức ngô minh bước đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài lông mày nhíu lại những tòa nhà dân cư khác xung quanh anh cũng đồng thời trở nên tối sầm bao gồm cả đèn đường và nội thành xa hơn bắt đầu rồi ngô minh tự lẩm bẩm rõ ràng đây không phải là cúp điện bình thường có lẽ lần này cúp điện không thể khôi phục được nếu đây là kế hoạch tân thế giới của công ty Tinh Hà thì diễn biến sự việc sẽ càng tệ hơn. Việc mất điện không phải là tạm thời mà sẽ còn tiếp tục, không chỉ điện mà xăng, gas cũng ngừng cung cấp, chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, e rằng chỉ có một người đoán được. Trong xã hội hiện đại, việc không có điện, xăng và khí đốt tương đương với việc kích nổ vô số quả bom nguyên tử, sẽ gây ra thiệt hại đáng sợ cho trật tự của toàn thế giới. Nếu thông tin liên lạc và sự cố mất mạng Internet chỉ khiến mọi người rơi vào tình trạng hỗn loạn, thì bây giờ nó sẽ tồi tệ hơn gấp 10, gấp trăm lần. Nếu cửa hàng tiện lợi gần đó còn hàng thì mua đồ ăn và nước uống nhiều nhất có thể. Nếu gặp bất kỳ vấn đề nan giải hoặc nguy hiểm nào thì đi tìm Vương Đại Sư. Ngô Minh cùng vợ chồng từ Thiên Minh nói một câu, hướng về phía A Mổ nháy mắt một cái, sau đó đi ra ngoài. Bây giờ A Mổ đã lấy lại được trí nhớ, như vậy trước hết để a mổ ở lại chỗ này từ thiên minh là cha mẹ của từ tử hạo còn a mổ và từ tử hạo giờ thực sự là một người tất nhiên ngô minh sẽ cố gắng khôi phục thực lực cho a mổ thế nhưng trước mắt để a mổ ở lại chỗ này ngược lại sẽ an toàn hơn một ít dù sao thì cũng có một quỷ vương thực sự trong tòa nhà này sau khi rời khỏi tiểu khu ngô minh đi xuống lầu sau đó là tất cả cư dân chạy ra ngoài để hỏi thăm tin tức vì cúp điện ngô minh cũng không ở đó mà trực tiếp lái xe trở về biệt thự của giáo sư từ ngô minh đã xác nhận một chuyện trên đường đi lần mất điện này là cảnh đêm toàn thành phố rực rỡ ánh đèn và huyên náo hiện tại trời tối không có điện người dân chỉ có thể mượn đèn đèn pin để soi mặt may mắn thay giáo sư từ có một phòng thí nghiệm ông có một máy phát điện nhỏ và đủ dầu diesel để chống đỡ bên trong biệt thự ít nhất là đối với điện trong phòng thí nghiệm tại thời điểm này ông vẫn đang nghiên cứu thuốc dị hóa trong phòng thí nghiệm. Thiết mâu đứng ở cửa cầm rìu thép lạnh cắm trại làm thủ vệ, khi thấy Ngô Minh quay lại hắn mở cửa ngay lập tức. Trong nhà, Nguyệt Ảnh và Tiểu Ngô Minh đã trở lại, theo yêu cầu của Ngô Minh, họ mua một đống đồ và quay trở lại, bao gồm cung phức hợp mà Nguyệt Ảnh sử dụng và chiếc rìu cắm trại bằng thép lạnh trong tay Thiết mâu. Chỉ có điều triệu văn ba chưa có trở về, đối phương cũng biết địa chỉ ở đây, lẽ ra trước khi trời tối liền trở về mới đúng, nhưng điều mà Ngô Minh quan tâm là Thích Đình cũng không quay lại. Bởi vì liên lạc bị gián đoạn, Thích Đình đã ghi lại địa chỉ của giáo sư từ khi cô rời đi trước đó, hơn nữa đã nói rõ bất luận thành công hay không, cô sẽ tự mình quay lại hoặc cử người đến thông báo. Nhưng cho đến nay, vẫn chưa có tin tức gì về Thích Đình trở lại. Phải biết đã hơn 7 tiếng đồng hồ kể từ khi Thích Đình đến quân khu Vũ Thành, từ đây đến quân khu chỉ mất nhiều nhất một tiếng đồng hồ, hiển nhiên, Thích Đình bên kia đã xảy ra vấn đề ngô minh luôn tin tưởng vào trực giác của mình và lần này cũng không ngoại lệ điều quan trọng nhất là ngô minh hiểu rõ thích đình mặc dù thích đình ở thế giới này và người mà hắn ta quen không phải cùng một người nhưng nói đúng ra bọn họ cũng là cùng một người có tính cách và khả năng tư duy giống nhau không có khả năng thời gian dài như vậy không liên lạc mặc kệ có kết quả hay không thì cô ta đều hẳn phải truyền tin tức trở về trừ khi đang nghĩ tới đây ngô minh đột nhiên nghe thấy gì đó lập tức lỗ tai khẽ nhúc nhích, hiện tại thính lực của Ngô Minh ít nhất gấp 10 lần người bình thường, không chút nhiễu loạn nào có thể thoát ra khỏi tai Ngô Minh. Hắn ta đứng dậy ngay lập tức và nói với tiểu Ngô Minh, thiết mâu và nguyệt ảnh, đi kêu giáo sư từ lên và chất đồ lên xe, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, lát nữa sẽ có một hồi ác chiến. Nghe được lời nói của Ngô Minh, cả ba người đều không có chút nghi ngờ nào, lập tức đứng dậy chuẩn bị. Ngô Minh cầm lấy con dao găm băng trong tay, giấu vào trong tay áo, sau đó lấy ra vu độc linh thiềm rồi thả ra. Vu độc linh thiềm thu nhỏ lập tức nhảy ra ngoài cửa sổ biến mất vào bóng tối, sau đó, Ngô Minh mở cửa bước ra ngoài. Ở ngoài sân, có một chiếc xe quân sự đang dừng, một người lính thân hình thẳng tắp bước xuống từ ghế lái phụ, vào lúc này Ngô Minh vừa vặn mở ra cửa lớn đi ra ngoài. Người lính nhìn thấy Ngô Minh bước ra, hắn sững sờ một lúc, sau đó lập tức tiến lên nghênh tiếp. Xin chào, tôi là Lâm Bân, chỉ huy tiểu đoàn 2 trung đoàn 3 quân khu Vũ Thành. Đại úy thích đình nhờ tôi đến đón anh. Quân hàm trên vai người lính này rõ ràng là thiếu tá tiểu đoàn trưởng. Cùng lúc đó, có hai người lính bước xuống xe quân sự và đứng bên cạnh Lâm Bân, một người bên trái và một người bên phải, biểu hiện nghiêm túc. Bên hông có bao súng, bên trong có một khẩu súng lục, nhìn dáng dấp như là cần vụ vệ binh. Ngô Minh không nói mà chỉ liếc nhìn đối phương và hai người lính, rồi nhìn chiếc xe quân sự đậu phía sau nhìn thấy ngô minh không lên tiếng vị thiếu tá tiểu đoàn trưởng tự xưng là lâm bân cũng hơi ngạc nhiên sau đó hắn nhắc lại vị tiên sinh này chính là đại úy thích đình nhờ chúng tôi đến đón anh trở về khu quân sự cô ấy nói ở đây không an toàn xin đi theo chúng ta nói xong ngô minh vẫn im lặng binh lính hai bên hiển nhiên có chút không thân thiện sau đó lâm bân không hiểu ý của ngô minh định nói lại thôi nhưng đã thấy Ngô Minh xua tay ngăn lại. Không cần phải nói, ta hỏi ngươi, thích đình còn sống không? Ngô Minh tự nhiên hỏi một câu khiến đối phương nghẹn họng nhìn trân trối. Ngay lập tức, ba người lính đều sững sờ. Cái gì? Lâm Bân trong tiềm thức hỏi, không lâu sau liền nhận ra cái gì, ánh mắt đột nhiên thay đổi, đột nhiên vương tay sờ súng lục trên thắt lưng, binh lính hai bên trái phải cũng làm như vậy. Thật đáng tiếc ba người trong số họ động tác nhanh, nhưng không nhanh bằng ngô minh liền nghe thấy hai tiếng vang trầm tiểu đoàn trưởng tên là lâm bân vừa rút súng thì hai lính canh bên cạnh hắn đã ngã xuống đất mà ngô minh vẫn đang đứng trước hắn như thể hắn ta chưa bao giờ di chuyển lâm bân lúc này mới hoảng sợ hắn cầm khẩu súng lục bất giác trung lên tuy chỉ súng về phía đối phương nhưng dưới ánh mắt khủng bố của đối phương hắn cảm thấy lòng bàn chân toát ra từng đợt khí lạnh ngươi còn chưa trả lời ta ngô minh tiếp tục hỏi Khẩu súng lục của đối phương trong mắt hắn ta hoàn toàn không có uy hiếp chút nào. Với tốc độ phản ứng của Ngô Minh, hắn có thể đoạt lấy chết ngay lúc ngón tay của đối phương cử động. Dù sao lúc này đối phương chỉ cách Ngô Minh một thước, khoảng cách này đừng nói tầm một khẩu súng lục, ngay cả hỏa tiễn cũng vô dụng. Cùng lúc đó, từ mọi hướng, hàng chục binh sĩ được trang bị vũ khí đầy đủ bất ngờ xuất hiện, tiếp cận theo các phương hướng khác nhau, chỉ họng súng đen ngòm nhắm vào Ngô Minh. Thính giác của Ngô Minh rất tốt lúc trước nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài biệt thự, tuy đối phương đều là binh lính đã qua huấn luyện, nhưng dù sao tiếng bước chân của mấy chục người cũng không thể giấu giếm được ngô minh. Bên ngoài có binh lính ẩn nấp mai phục, bề ngoài nói là thích đình phái bọn họ tới đón, chỉ có kẻ ngu mới tin. Đó là lý do tại sao ngô minh hỏi câu một câu như vậy, bởi vì anh biết thích đình trăm phần trăm xảy ra vấn đề rồi. Chỉ có điều ngô minh không ngờ trong quân đội còn có địch nhân, chẳng lẽ công ty tinh hà đã lén mua chuộc một số quan chức cấp cao nhất của quân đội sao khả năng này không phải là không có cho nên thích đình rất có khả năng tự chui đầu vào lưới điều này ngô minh biết đó là sơ xuất của mình hiển nhiên anh vẫn đánh giá thấp thực lực của công ty tinh hà công ty tinh hà có vô số của cải còn có những loại thuốc có thể tăng cường sinh lực cho con người thuốc cường hóa ít nhất có thể cho người không sinh bệnh tỏa sáng sức sống thậm chí có lực lượng gấp mấy lần người thường cùng tư cách trở thành nhân thượng nhân ở tân thế giới, đây là những thứ có thể mua được lòng người. Bất quá việc đã đến nước này, Ngô Minh cũng không muốn loạn tưởng, anh muốn biết tình hình của Thích Đình ngay lập tức. Nếu cô ta không chết thì nhất định phải cứu, nếu như cô chết rồi, Ngô Minh không ngại đại khai sát giới. Ngươi không trốn được, bó tay chịu trói đi, trừ phi muốn chết dưới họng súng, nơi này đã bị chúng ta bao vây rồi, có ít nhất 50 binh lính chính quy, ngươi coi như là lợi hại đến đâu, có thể địch nổi nhiều người như vậy không, có thể địch nổi đạn bắn không? Lâm Bân nhìn thấy binh lính của mình vây quanh, trong lòng tràn đầy tự tin, trong mắt hiện lên một tia trêu tức cùng cười nhạo. Xem ra là ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Ngô Minh ánh mắt trở nên lạnh lùng, ngay sau đó, đột nhiên vang lên tiếng kêu thảm hoảng sợ của binh lính. Cái gì? Quái vật, cứu mạng. Những người lính dường như rơi vào hoảng sợ và náo loạn ngay lập tức kẻ bất ngờ tấn công những người lính này tự nhiên là Vô độc linh thìm mà Ngô Minh đã thả ra trước đó. Vô độc linh thiềm hóa khổng lồ có làn da có thể ngăn cản đạn bắn, cùng với sức mạnh khủng khiếp và chiếc lưỡi như một chiếc roi thép sắc bén, giết người có thể nói là không ai có thể kháng cự. Ngay sau đó, Ngô Minh đột nhiên giơ tay lên, trong tay đã có thêm một khẩu súng lục, đùng đùng liên tục nổ súng, chỉ trong một giây đã bắn vỡ tất cả đèn xe và đèn rọi xung quanh, hiện trường lập tức chìm vào bóng tối. Ngoài tiếng súng lộn xộn, chỉ còn lại tiếng kêu thảm thiết trước khi chết. Nguồn sáng bị mất đột ngột khiến Lâm Bân giật mình, hắn vô thức bắn về phía trước, nhưng ánh sáng ngắn ngủi do ngọn lửa phát ra từ họng súng cho hắn biết mình không bắn trúng mục tiêu nào. Tiếng súng xung quanh và tiếng la hét kinh hoàng kích thích thần kinh hắn, khiến hắn không tự chủ được bắn hết những viên đạn trong băng đạn, mãi cho đến khi nghe thấy tiếng chốt răng rắc thì hắn mới có phản ứng. Tuy nhiên lúc này tiếng súng hỗn loạn xung quanh cũng đột ngột dừng lại cũng không có tiếng la hét, chỉ trong 10 giây, khu vực xung quanh đã từ hỗn loạn lúc trước chuyển sang cực kỳ yên tĩnh, thậm chí có thể nói là yên tĩnh quỷ dị. Lâm Bân rùng mình một cái, lấy ra băng đạn đổi vào rồi chỉ súng bắn loạn, dưới ánh trăng, rốt cục nhìn thấy hoàn cảnh chung quanh, binh lính do hắn mang đến trong vòng 10 giây không còn ai sống sót, trước mặt liền nhìn thấy một người cùng một bóng đen cực lớn. Lúc này tinh thần của Lâm Bân đã suy sụp, hắn chưa từng trải qua chuyện như vậy bao giờ. 50 binh lính được huấn luyện đã bị diệt sạch toàn quân như thế này. Chính mình lần này, đến tột cùng đối mặt với người nào? Bóng người phía đối diện tự nhiên là Ngô Minh, bên cạnh anh là một vu độc linh thiềm, hầu hết những binh lính có vũ trang đầy đủ đó đều bị vu độc linh thiềm này giết chết. Đây là sinh vật đạt tiêu chuẩn cấp 3, đặc biệt là cái lưỡi khủng bố giống như lưỡi hái tử thần, thu hoạch tất cả sinh mệnh. Thành thật mà nói, Ngô Minh không muốn dùng vũ lực, cũng không muốn giết những người lính đang hoàn toàn tuân theo mệnh lệnh này, nhưng đôi khi làm gì không phụ thuộc vào ý muốn của bản thân. Nếu Ngô Minh trong nguyên khí thế giới thì nắm giữ lực lượng khống chế tuyệt đối, nhưng ở thế giới này không có nguyên khí thực lực bị giảm đi rất nhiều, lực lượng thực chiến vừa vặn đạt tới một thành tình huống bình thường, Ngô Minh cũng chỉ có thể thích ứng hoàn cảnh. Tình hình hiện tại, nếu người không xâm phạm ta thì ta không xâm phạm người, nếu người phạm ta, ta liền giết chết ngươi. Một trận gió lạnh thổi qua làm tan đi một phần mùi máu tanh nồng nặc, đồng thời thổi tỉnh Lâm Bân. Hắn kinh hãi phát hiện ra Ngô Minh, người đang nhìn hắn lúc này, ánh mắt không có một tia cảm xúc, lạnh giống như vào đông hàng thiên lý băng, càng là tỏa ra một tia sát ý. Lâm Bân đã từng nghe một truyền thuyết trong quân đội, người ta nói một cựu chiến binh đã tham gia rất nhiều cuộc chiến, giết rất nhiều người nên tự nhiên có một lùn sát khí. Khi một cựu binh như vậy nhìn chằm chằm vào người, ngay cả linh hồn cũng sẽ sợ hãi rõ ràng người đối diện là loại người giết người vô số kể. Không ai muốn chết, Lâm Bân cũng không ngoại lệ, hắn ta phản ứng ngay lập tức, vội vàng ném rơi khẩu súng lục trong tay, tình huống vừa rồi hoàn toàn chứng minh khẩu súng không có tác dụng gì đối với người này. Cùng lúc đó, Lâm Bân cuối cùng cũng nhớ ra câu hỏi duy nhất mà đối phương hỏi. Lập tức, Lâm Bân rùng mình một cái, trước tiên. Thưa ngài, thích đình không sao, cô ấy chỉ bị quản thúc. Vài phút sau, Ngô Minh trở lại biệt thự nhỏ. Lúc này, giáo sư từ cả kinh từ trong phòng thí nghiệm đi ra, mà thiết mâu, nguyệt ảnh bọn họ cũng chất những thứ lên xe. Họ cũng nghe thấy trận chiến bên ngoài vừa rồi, và thậm chí Nguyệt Ảnh đã bắn một vài kẻ thù từ xa bằng cây cung phức hợp mới mua, bởi vì chiến đấu kết thúc quá nhanh, thiết mâu còn chưa kịp lao ra thì đã kết thúc. Nơi này không an toàn, chúng ta đổi địa phương và lấy hết những thứ có thể mang đi. Giáo sư Từ, tôi e rằng phòng thí nghiệm của ông không thể chuyển được ngô minh lúc này nói vừa rồi anh đã thẩm vấn lâm bân kia người sau đã nói toàn bộ những gì mình biết bao gồm bọn họ làm thế nào lừa gạt địa chỉ như thế nào cầm tù thích đình tất nhiên như ngô minh đã đoán trước ngay cả trong quân đội và một số quan chức cũng có rất nhiều người bị công ty tinh hà mua chuộc bằng không những thứ mà công ty tinh hà làm sẽ không thể che giấu chút nào cũng bởi vì những sâu mọc này mới có thể dẫn tới nguy cơ hoàn toàn bùng nổ lâm bân cũng là một trong số đó hắn và hàng chục sĩ quan khác của quân khu vũ thành được công ty tinh hà mua chuộc và hứa hẹn chỗ tốt với họ trở thành một lãnh chúa ở tân thế giới lãnh chúa là gì tức là một khu vực thuộc sở hữu của một người người này không chỉ sở hữu khu đất đó mà còn sở hữu tất cả những người trong khu vực nắm giữ quyền sinh sát trong tay không chỉ như vậy bọn họ còn được hưởng cuộc sống công nghệ khoa học kỹ thuật đỉnh cao nhất và trở thành chủ sở hữu nô lệ điều quan trọng nhất là họ có thể nhận được thuốc cường hóa công nghệ cao của công ty tinh hà có thể đẩy lùi mọi bệnh tật tăng cường cơ thể thậm chí tăng tuổi thọ từ xưa tới nay ngay cả những vị hoàng đế cổ đại kia cũng không thể chống lại sự cám dỗ của tuổi thọ huống chi là những người bình thường chính vì loại thứ này mà công ty tinh hà đã khiến rất nhiều người bán mạng cho nó hiện tại quân khu vũ thành đã bị lâm bân và những người khác kiểm soát miên tư lệnh cùng một số sĩ quan cấp cao đã bị quản thúc và ám sát có thể nói từ hai ba ngày trước, bọn họ đã tiếp quản toàn bộ quyền khống chế. Và tất cả những điều này thế giới bên ngoài đều không biết, vì liên lạc và mạng Internet bị trục trặc nên dù có người mất tích thì cũng không phải là một bất ngờ lớn, nhưng đến khi họ thực sự nhận ra điều này, thì có lẽ đã quá muộn. Quả nhiên là cao minh, hơn nữa kế hoạch rất chu đáo. Trong trường hợp này, Ngô Minh biết mình và giáo sư từ phải chuyển địa điểm, bởi vì nơi này đã bị lộ, lần này có 50 binh lính trang bị đầy đủ đến, cho nên lần sau có khả năng sẽ có hàng trăm binh lính cùng xe bọc thép tới. Khi đó, e rằng ngoài trừ bản thân ra, những người khác đều sẽ chết ở đây, điều này nhất định không phải là điều mà Ngô Minh muốn nhìn thấy, cho nên tuy biệt thự có đầy đủ tiện nghi nhưng anh phải rời đi. Đối với Lâm Bân, một kẻ cặn bã trong quân đội, hắn ta đã trở thành món ăn vặt cho vô độc linh thiềm. Ngô Minh và năm người khác rời tiểu khu cao cấp này bằng hai chiếc xe hơi, khi họ rời đi thì đã có rất nhiều người hàng xóm nghe thấy tiếng ồn ào chạy ra xem náo nhiệt tự nhiên ngô minh và những người khác không quan tâm đến những người này trong xe ngô minh lấy ra một số máy liên lạc và đưa chúng cho giáo sư từ những thiết bị liên lạc này được lấy từ lâm bân và một số binh sĩ khác ngô minh rất ngạc nhiên khi những thiết bị liên lạc này có thể được sử dụng hiển nhiên công ty tinh hà đã cắt đứt các liên lạc khác nhưng lại để lại một kênh liên lạc cho chính mình loại này hành vi quả thực vô sĩ đến cực điểm không thể nghi ngờ gì nữa kế hoạch tân thế giới sẽ khiến cho mọi người trên thế giới lạc hậu về công nghệ hơn trăm năm nhưng họ vẫn có thể tận hưởng sự tiện lợi của công nghệ cao chỉ bằng cách này mới bọn họ mới có thể thống trị những người khác tốt hơn giáo sư từ loay hoay một hồi rồi gật đầu nói tuy tôi không phải là người có thẩm quyền trong lĩnh vực truyền thanh và truyền thông nhưng tôi vẫn nắm được kiến thức cơ bản đối phương quả thực đang sử dụng đường dây liên lạc được mã hóa ngoại trừ chính họ những người khác không vào được hơn nữa chúng ta không thể tùy tiện sử dụng nếu không vị trí của chúng ta sẽ bại lộ đường tối không có đèn đường các cửa hàng xung quanh cũng tối đèn xe trên đường là nguồn sáng duy nhất nhưng ngô minh biết bây giờ trạm xăng không còn khả năng cung cấp dầu nữa và khi nhiên liệu cạn kiệt chiếc xe cũng sẽ trở thành một đống sắt vụn phải nói con người quá phụ thuộc vào công nghệ cao do mình tạo ra một khi đã mất đi thì con người không thể làm được gì bây giờ chúng ta đi đâu tiểu ngô minh trong xe lúc này hỏi rõ ràng công ty tinh hà phải biết chỗ ở của tiểu ngô minh bao gồm cả thiết mâu và nguyệt ảnh có thể nói hiện tại bọn họ không còn nơi nào để đi nhưng giáo sư từ nghĩ tới đây liền nói ta có một học sinh những người khác không biết sự tồn tại của cô ấy chúng ta có thể tới gặp cô ấy tôi không có con cô ấy xem như là một nửa con gái của tôi chúng ta có thể gián tiếp bảo vệ bằng cách đến chỗ cô ấy Giáo sư Từ nói lúc này, ông ta nói phi thường thẳng thắn thành khẩn, mà Ngô Minh cũng đúng là thưởng thức điểm này. Giáo sư Từ là một trong số ít người mà Ngô Minh kính nể, thậm chí còn coi ông như trưởng bối và là người thầy trong lòng. Giáo sư Từ chỉ say mê nghiên cứu, thế nhưng làm người cũng chính trực, ông nói điều này vì muốn mượn sức mạnh của Ngô Minh để bảo vệ học trò của mình trong lúc khó khăn. Đối với học sinh của ông ta, Ngô Minh cũng có một suy đoán, sau khi đến địa chỉ của học sinh và gõ cửa, ngô minh cuối cùng cũng xác nhận được suy đoán của mình thực sự là cô ấy ngô minh bật cười chính là triệu ninh mở cửa ở nguyên khí thế giới cô gặp ngô minh ở vũ thành sau đó vào ngân nguyệt thành và trở thành cánh tay phải của ngô minh triệu ninh ở thế giới này dường như chưa trải qua mưa gió thành thục lão luyện như ở nguyên khí thế giới ở thế giới này cô ta vẫn còn có một chút phong độ của người trí thức bộ dáng như cô em hàng xóm nhìn thấy ngô minh ở ngoài cửa Cô ta lập tức lộ ra vẻ cảnh giác, nhưng nhìn thấy giáo sư từ sau lưng, cô ta lập tức thay đổi thái độ. "Thầy, sao thầy lại ở đây? Mấy ngày nay em không liên lạc được với thầy, tệ quá, bây giờ ngay cả điện cũng không có." Triệu Ninh để giáo sư từ vào phòng và những người khác theo sau. Rõ ràng điều kiện gia đình của Triệu Ninh rất tốt, căn nhà rộng ít nhất 180 mét vuông, nghe nói cha cô mua cho cô một tài sản cha mẹ Triệu Ninh làm ăn ở nước ngoài quanh năm nên cô là người duy nhất sống trong ngôi nhà này. Ngô Minh biết giáo sư Từ nhất định sẽ có rất nhiều điều muốn nói với Triệu Ninh, nhưng anh không có ý định tiếp tục lãng phí thời gian ở đây. Sau khi giải quyết xong chuyện với giáo sư Từ và những người khác, Ngô Minh muốn đến quân khu Vũ Thành để giải cứu Thích Đình, đồng thời đi tìm một ít bạn cũ. Ví dụ như Lưu Bân, hắn ta chỉ là một đại đội trưởng bình thường ở quân khu Vũ Thành mặc dù Lưu Bân ở thế giới này và Lưu Bân theo hắn ta đi khai phá lãnh địa và giết địch cùng nhau là hai người khác nhau, nhưng cũng giống như Thích Đình, bọn họ nói chính xác là cùng một người, nếu là tìm người giúp đỡ, Ngô Minh trước tiên sẽ nghĩ tới hắn ta. Khi Ngô Minh chuẩn bị rời đi, giáo sư từ kéo Ngô Minh lại và đưa vài lọ thuốc màu xanh lá cây nhạt vào tay Ngô Minh. Đây là lọ thuốc dị hóa. Tôi chỉ mất 8 giờ để phân tích lọ thuốc hoàn hảo mà cậu đưa cho tôi. Cuối cùng, Tôi đã sử dụng một số kinh nghiệm để trộn lại lọ thuốc dị hóa. Mặc dù hiệu quả có thể không bằng của cậu, thế nhưng tôi loại bỏ tác hại của bình thuốc dị hóa này, sau khi sử dụng bình thuốc này, con người sẽ không còn trở thành loại quái vật như vậy nữa, sẽ chỉ kích thích tiềm năng, thứ này có ích với cậu, mang theo đi." Giáo sư Từ nói. Ngô Minh sửng sốt một chút, không ngờ 8 giờ giáo sư Từ lại chế ra một loại thuốc mới. Hiển nhiên trong 8 tiếng này, giáo sư Từ nhất định không nghỉ ngơi không uống nước ăn cơm đi vệ sinh tinh thần nghiên cứu này là hoàn toàn xứng đáng được khâm phục và kính nể chỉ có điều ngô minh suy nghĩ một chút anh chỉ lấy hai cái thuốc còn lại giao cho giáo sư từ tôi chỉ lấy hai cái còn lại một ít giáo sư từ tự mình tiêm một cái cũng tiêm cho người khác theo tình hình hiện tại sẽ càng ngày càng hỗn loạn đến lúc đó các người cũng có năng lực tự bảo vệ ngoài ra trong xe có rất nhiều súng ống cũng học sử dụng chúng nó đi. Ngô Minh đưa ra một lời khuyên, sau đó liền muốn rời khỏi, có điều thiết mâu và nguyệt ảnh ngăn Ngô Minh lại, dự định đi cùng với Ngô Minh. Hai người không đi được, ít nhất phải có người ở lại để bảo vệ giáo sư từ. Cốt rồi, khả năng của nguyệt ảnh có thể giúp ta, thiết mâu, ngươi ở lại chỗ này, nếu có tình huống thì cần ngươi xử lý. Ngô Minh không phải người không biết tiếng thoái, việc cứu người lần này chắc chắn rất nguy hiểm. Dù sao thì đây cũng là một khu vực quân sự với hơn 8.000 binh lính, ngay cả khi bản thân bây giờ nếu thực sự bị bắn bởi hàng chục người cùng vũ khí cùng lúc cũng sẽ bị thương, nếu trúng phải vũ khí hạng nặng thậm chí sẽ tử vong, nếu không có nguyên khí bảo hộ, cường độ thân thể cũng sẽ giảm đi. Ngô Minh phải đối mặt với một hiện thực, không có nguyên khí bảo hộ thì khả năng phòng ngự cũng bị giảm đi quá nhiều, nhưng thực lực của Ngô Minh dù sao cũng mạnh hơn người thường rất nhiều, ít nhất không bị rơi vào trận địa của địch nhân thì có thể dễ dàng thoát thân đối với nguyệt ảnh kỹ năng cung tên của cô ấy có thể hỗ trợ tầm xa hiệu quả sử dụng sự khác biệt về khoảng cách và độ cao cô ấy cũng có thể quan sát toàn diện hơn việc này không nên chậm trễ nguyệt ảnh lập tức mang theo cung tên theo ngô minh xuống lầu trong biệt thự trước đây nguyệt ảnh đã sử dụng một số công cụ để chỉnh sửa cung phức hợp mà cô mua để làm cho nó mạnh hơn và chính xác hơn chọn dùng mũi tên cũng là đặc chế mũi tên là thép hợp kim tam giác, coi như là tấm trắng sắt dày cũng có thể dễ dàng bắn xuyên qua. Ngô Minh lái xe và đưa cho Nguyệt Ảnh một lọ thuốc dị hóa sau khi lên xe, Nguyệt Ảnh đã tiêm nó không chút do dự. Thuốc dị hóa sau khi tiêm vào có thể tăng lên tiềm năng của con người, bao gồm thể lực, sức mạnh và phản xạ, bao gồm cả tăng cường xúc giác, thính giác cùng thị lực, nói chung, sẽ mạnh hơn người bình thường từ 1 đến 3 lần. Sau khi Nguyệt Ảnh tiêm thuốc, thân thể lập tức sẽ tiến vào một loại cứng ngắc và tê liệt, đây là phản ứng bình thường, bởi vì thuốc đang chuyển hóa cơ thể của cô. Sau quá trình hơn 10 phút cường hóa, sau khi thích ứng với cơ thể được tăng cường, Nguyệt Ảnh thấy họ đã đến chỗ cần đến. Rõ ràng tốc độ lái xe của Ngô Minh nhanh đến kinh người, dù sao lúc này anh cũng không cần lo lắng về camera điện tử. Quân khu Vũ Thành nằm giữa vùng ngoại ô, xung quanh có tường cao, trồng nhiều cây cối, cửa chính vô cùng rộng lớn. Thế nhưng giờ khắc này đã bị giới nghiêm, hàng rào kim loại chặn cửa, cửa kim loại đóng lại, trên sàn nhà trước cửa có viết dòng chữ màu vàng, khu vực quân sự, không phận sự cấm vào. Từ bên ngoài nhìn vào, khu vực quân sự cũng bị mất điện, nhưng do có máy phát điện khẩn cấp nên ở một số nơi vẫn còn sáng đèn, có thể thấy vẫn còn những người lính cầm súng đứng gác cổng, có vẻ như mọi thứ vẫn bình thường như mọi ngày. Tuy nhiên, Ngô Minh có cảm giác cơn bão sắp ập đến. Nguyệt ảnh xuống xe trước mang theo cung nỏ để tìm độ cao phù hợp với cung tên trên lưng. Sau khi trải qua cường hóa, thị lực của cô tăng lên rõ ràng nhất, trừ khi đó là một nơi hoàn toàn tối, nếu không cô ấy có thể nhìn rõ cách xa 100 hoặc 200 mét. Lấy kinh nghiệm của Nguyệt Ảnh, đương nhiên Ngô Minh không cần dạy cô làm việc. Tiếp theo Ngô Minh tìm một chỗ đậu xe, liền đi xuống tiếp cận khu quân sự. Theo như những gì Lâm Bân mô tả, sau khi Thích Đình trở về quân khu, cô lập tức tìm tư lệnh quân khu báo cáo tình hình, nhưng lúc đó tư lệnh đã bị khống chế, còn thực ra phó tư lệnh cũng giống như Lâm Bân đều là chó săn của công ty Tinh Hà. Sau khi nghe Thích Đình báo cáo, bọn chúng lấy địa chỉ của Ngô Minh và ngay lập tức bắt giam Thích Đình. Tất nhiên, loại chuyện này được tiến hành trong bí mật, cha Thích Đình là Thích quan Dân cấp đại tá và phó sư đoàn của quân khu Kinh Đô, hơn nữa Thích Gia cùng Diệp Gia Kinh Đô đi lại rất gần, tất nhiên không để cho ai khác có thể biết được. Nơi thích đình bị giam giữ là văn phòng của bộ chỉ huy, có vệ binh canh gác cả bên trong lẫn bên ngoài. Nếu Ngô Minh có thể vào bộ chỉ huy đó, hắn ta sẽ có thể giải cứu thích đình. Mà những điều này không khó đối với Ngô Minh, cái khó là sau khi giải cứu thích đình thì làm thế nào để thoát ra. Trong toàn bộ quá trình, việc lẻn vào có thể im lặng, nhưng việc giải cứu thì chưa chắc được như vậy, cho dù Ngô Minh nắm chắc trong vòng 2 giây giết chết vệ binh trong ngoài nhà, ngăn cản bọn họ phát tín hiệu nhưng muốn dẫn thích đình rời khỏi phòng ngự khu quân sự kiên cố cũng rất khó một khi bị phát hiện bị nhiều súng tập kích cũng không vui vì vậy ngô minh cũng cần người trợ giúp nguyệt ảnh là một trong số đó nhưng một mình nguyệt ảnh thì rõ ràng là không đủ vì nhu cầu và vì cảm xúc trong lòng ngô minh đã lên kế hoạch tìm gặp lưu bân bức tường bên ngoài khu quân sự rất cao có dây thép gai có lính tuần tra người bình thường sẽ không bao giờ dám hoặc có khả năng lẻn vào khu quân sự nhưng những điều này không thành vấn đề đối với ngô minh thả người nhảy một cái chân đạp vách tường mượn lực ngô minh trực tiếp nhảy vào trong tường khu quân sự nhìn từ bên ngoài rất bình thường nhưng bên trong lại là tư thế chiến đấu mỗi binh sĩ gặp phải đều trang bị đầy đủ phải biết trong hoàn cảnh bình thường binh lính không cần mang theo vũ khí chỉ khi làm nhiệm vụ mới có thể như vậy mà hiện tại bất kể là binh lính hay là sĩ quan đều mang súng lúc này ngô minh đang núp trong bóng tối sau một ngôi nhà nhìn hai binh lính đang đi trước mặt xem chuẩn thời cơ xông lên nhanh chóng hạ gục họ rồi lôi họ ra sau nhà bởi vì không có lính tuần tra đơn lẻ ngô minh chỉ có thể hạ gục hai người này may mắn là không có khó khăn gì với ngô minh mặc quần áo của một trong những người lính anh trói hai người lại với nhau lấy thủ đoạn của ngô minh coi như không giết người cũng có thể bảo đảm hai người họ sẽ không tỉnh lại trong hai giờ nữa dù sao thì ngô minh cũng biết những người lính bình thường thực sự không biết chuyện gì đang xảy ra họ chỉ thực hiện mệnh lệnh những kẻ tặng bã thực sự đều là sĩ quan cấp cao mặc quần áo lính ngô minh nhớ tới một chuyện hiện tại bọn họ đang tuần tra theo nhóm hai người một mình đi ra ngoài nhất định sẽ bị nghi ngờ vì lẽ đó vẫn không thể ngông nghênh di động vào lúc này ngô minh nhìn thấy một chiếc xe tải quân sự đậu trước một tòa nhà hai người lính có súng từ trên cao xuống mở cửa sau xe tải và áp giải một chục người lính không có vũ khí đi xuống. Ngô Minh trong nháy mắt nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc trong số hơn chục binh sĩ. Lưu Bân Ngô Minh bật cười, thật sự là đi mòn giày sắt không tìm được, vốn dĩ anh còn đang nghĩ đến làm thế nào để có thể tìm được Lưu Bân, nhưng không ngờ lại gặp hắn ta sớm như vậy. Rõ ràng bây giờ Lưu Bân đang gặp phải phiền toái, bọn họ bị áp tải vào tòa nhà, rõ ràng là đã xảy ra chuyện ngô minh lập tức lợi dụng bóng đêm nhanh chóng áp sát xe quân sự ngay lúc hai tên binh lính quay đầu lại như chớp giật lao vào trong xe với tốc độ của ngô minh và bầu trời đen tối thì thực sự giống như một bóng ma hầu hết mọi người đều không thể nhận ra vì vậy khoảnh khắc tiếp theo ngô minh trở thành người cuối cùng bước xuống xe quân sự ách tại sao lại có thêm một người người lính cầm súng phía trước biết rõ số lượng người bị áp giải lần này lập tức cao mày nói lớn trong khi nòng súng đã dương lên ngô minh trong lòng nhảy dựng thầm nghĩ đối phương sao lại khôn khéo như vậy nếu bị phát hiện thì có lẽ sẽ bắt đầu sớm đại khai sát giới lúc này ngô minh ước lượng một chút có hai tên binh lính có súng ngoài xa hai mươi thước còn có hai người nữa muốn tự mình giết bốn tên binh lính nhưng không bị chú ý là quá khó dù sao chỉ cần có người nổ súng thì chẳng khác nào là thông báo cho những người khác lúc này một người lính khác nói ngươi có nhớ nhầm hay không không phải có 11 người sao? Nhưng ta nhớ chỉ có 10 người, quên đi, có lẽ ta nhớ nhầm. Người lính vừa nói đó hiển nhiên cũng không xác định, có điều sự lựa chọn của hắn để Ngô Minh thở vào nhẹ nhõm, kỳ thực cũng là cứu mạng hắn, bằng không chỉ cần hắn nói cái gì nữa, Ngô Minh ngay lập tức sẽ động thủ. Vì vậy, Ngô Minh thuận theo binh lính phía trước tiến vào trong tòa nhà. Trong tòa nhà, những người lính khác tiếp quản nhân sự, vì vậy Ngô Minh và 10 người khác bị giao cho một nhóm người đưa đến một phòng giam. Ngay từ đầu, Ngô Minh đã thấy đám người lưu bân đều im lặng, không những thế, cả đám đều là ánh mắt đờ đẫn, dù vào phòng giam cũng đứng đó như cọc gỗ, vô cùng quỷ dị. Ngô Minh ngay lập tức biết bọn họ nhất định đã xảy ra vấn đề. Sau khi quan sát kỹ lưỡng, Ngô Minh có thể chắc chắn đám người lưu bân đã bị thôi miên hoặc tiêm một loại thuốc nào đó khiến mọi người mất đi sự tỉnh táo, giống như là cái xác không hồn ngô minh lập tức nhìn ra cơ hội chậm rãi đi tới bên cạnh lưu bân duỗi ngón tay sờ trán người kia dùng thần thức của mình xâm nhập vào trong kết quả đúng như ngô minh nghĩ ý thức của lưu bân bị áp chế giống như đang chìm vào giấc ngủ sâu hiển nhiên chỉ có thuốc mới có thể khiến bọn họ trở nên như thế này lúc này âm thanh bên ngoài làm gián đoạn quá trình thăm dò của ngô minh đồng thời rút lui khỏi ý thức anh nhìn thấy vài người mặc áo khoác trắng đi tới mang theo vài tên lính bất tỉnh đi ra ngoài Vừa đi, một vài người mặc áo khoác trắng vẫn đang nói chuyện. Vừa rồi vật phẩm thí nghiệm không thể chống lại virus zombie mà tử vong. Nhớ lần này đừng cho quá nhiều liều lượng thuốc như vậy, kêu người vận chuyển xác đi. Nhiệm vụ công ty giao cho chúng ta là tạo ra ít nhất 500 binh lính thay ma. Nếu không thể hoàn thành trước rạng sáng ngày mai, các ngươi đều biết hậu quả rồi đó, tiếp tục yêu cầu bọn họ tìm thêm binh lính. Một người thoạt nhìn giống như trưởng phòng nghiên cứu nói. Lúc này, bọn họ đã mang theo mấy người lính đờ đẫn đi đến cuối hành lang, sau đó xoay người biến mất không thấy tâm hơi, đối thoại sau đó cũng không còn nghe thấy nữa. Virus zombie Ngô Minh cười lạnh một tiếng. Công ty Tinh Hà này quả nhiên không hổ là một công ty khổng lồ trong ngành khoa học sinh học của thế giới. Hơn nữa nó thực sự có thể phát triển ra virus zombie. Loại virus zombie này hẳn là tương tự như virus dị hóa trước đó, hoặc là vũ khí sinh học sát lục giả còn có những trùng ký sinh như bom hạt nhân sinh học có trời mới biết chúng còn có những thứ khủng bố nào nữa nó quá đủ để làm rối loạn thế giới với những thứ này tiếp theo Ngô Minh cố gắng khôi phục lại ý thức của Lưu Bân nhưng rõ ràng Ngô Minh không biết Lưu Bân đã bị tiêm thuốc gì dẫn đến tình trạng hiện tại của anh ấy muốn ý thức tỉnh lại căn bản là vô dụng chỉ cần trong cơ thể Lưu Bân còn có loại thuốc kia thì vẫn sẽ ở trạng thái như thế này hơn nữa Ngô Minh cũng không có thể bằng không dùng thẻ thanh tẩy có thể hữu ích. Tất nhiên, nếu giáo sư từ ở đây, có lẽ ông ấy sẽ có cách. Bất đắc dĩ, Ngô Minh chỉ có thể tạm thời bỏ cuộc, lúc này có mấy người mặc áo khoác trắng chạy tới, lần này bọn họ dẫn thêm binh lính đến phòng thí nghiệm, trong đó có Ngô Minh và Lưu Bân. Lúc này Ngô Minh học những người khác, đứng thẳng người bước ra khỏi phòng giam cùng với Lưu Bân và những người lính khác. Những nhà nghiên cứu đó đã đưa nhiều người lính đang bất tỉnh như xác chết đi đến một phòng thí nghiệm rất rộng rãi, nơi có vệ binh cầm súng và phía trước là những hàng binh lính với vẻ mặt cứng đờ và bất động, trong khi ở phía sau, vài người đang đẩy một chiếc xe đầy xác chết ra ngoài. Rõ ràng, những xác chết này là những người lính đã bị giết bởi virus như đối phương đã nói trước đó. Lúc này, có một số nhà nghiên cứu mặc đồ trắng, bao gồm cả người trông giống như trưởng phòng nghiên cứu trước đó cầm ống tim và tiêm vào những người lính được đưa đến trước đó có thể thấy chất lỏng trong các ống tim có màu như lòng trắng trứng có nhiều khuẩn trùng màu đỏ bơi nhanh các binh lính bị tim bắt đầu co giật tay chân nhưng ngay sau đó da của họ sẽ không còn chút máu nào trở nên vô cùng cứng trắng cơ bắp căng phồng hai mắt màu xám trắng tỏa ra mùi chết chóc nếu cảm nhận kỹ còn có thể phát hiện họ đã tắt thở Binh lính nghe truyện trên TV Audio CV bị tiêm virus zombie này rõ ràng là vũ khí sinh học của công ty Tinh Hà. Ngô Minh nhận thấy có hơn một chục người lính đặc biệt cao lớn đứng trước mặt họ, những người lính này rõ ràng cũng được tiêm virus zombie, nhưng họ rõ ràng cường đại hơn. Không chỉ vậy, họ còn bị biến đổi, rất nhiều tấm thép với kích thước khác nhau được khảm trên da bằng công nghệ nào đó, giống như đang mặc áo giáp thép. Các cơ bắp trên toàn thân hoàn toàn phình to bất thường, cực kỳ mạnh mẽ, trên lưng đeo khẩu súng máy hạng nặng, còn có một chiếc rìu sắt khổng lồ, không nghi ngờ gì nữa, đây chính là những vũ khí sinh học giống như sát lục giả. Tình hình đã rất rõ ràng rồi, công ty Tinh Hà đã cấu kết với các sĩ quan cấp cao của quân khu và sử dụng một số binh lính làm sản phẩm thí nghiệm, để biến những người lính này thành binh lính thay ma chỉ biết tuân theo mệnh lệnh của họ. Tất cả bọn họ đều có thể đạt đến tiêu chuẩn sinh vật cấp 1 sức mạnh của mười mấy tên binh lính thay ma đặc biệt trước mặt tối thiểu cũng đạt tiêu chuẩn của sinh vật cấp 2. Thậm chí có một vài tên đã đạt đến tiêu chuẩn của sinh vật cấp 3, kết hợp với súng máy hạng nặng và các loại vũ khí khác mà chúng được trang bị, hiệu quả chiến đấu của chúng thật có thể nói là khủng bố. Rõ ràng những binh lính thay ma này đã được chuẩn bị để chống lại địch nhân của công ty Tinh Hà. Những nhà nghiên cứu đó di chuyển nhanh chóng, dùng ống tiêm tiêm từng người một, chẳng bao lâu nữa sẽ đến lượt Lưu Bân ngô minh thở dài đương nhiên anh không thể nhìn lưu bân bị tiêm vào virus zombie kia nhưng để cứu lưu bân anh rõ ràng phải dùng vũ lực không thể lặng yên không một tiếng động tiêu diệt tất cả địch nhân trong căn phòng này chỉ riêng vệ binh cầm súng đã có mười mấy người và có hơn một chục nhà nghiên cứu cũng như những binh lính thay ma đã hoàn thành việc tiêm thuốc ở đó căn bản không thể cứu người mà không kinh động bên ngoài nghĩ đến đây ngô minh quyết định dứt khoát vừa định chuẩn bị động thủ nhưng vào lúc này đột nhiên hàng chục binh lính với súng giảm thanh từ phía trước và phía sau xông vào những người lính này có dây truy băng đỏ buộc quanh tay vừa bước vào họ lập tức bắn vào những vệ binh xung quanh rõ ràng là họ đã được đào tạo động tác sạch sẽ gọn gàng không có chút nào dây dưa dài dòng chỉ trong nháy mắt hai dây đồng hồ đã giết chết mười mấy tên vệ binh bọn chúng thậm chí không có cơ hội để nổ súng sau khi hàng chục binh lính giải băng đỏ tấn công họ lập tức phân công và khống chế các nhà nghiên cứu cảnh giác cao độ có trật tự mười mấy nhà nghiên cứu cũng tái mặt dưới họng súng đen ngòm không dám manh động trưởng phòng nghiên cứu lúc này nhìn phía trước nhưng hắn ta vươn tay chậm rãi chạm vào bàn phím máy tính trước mặt hiển nhiên là muốn ấn một phím lúc này một viên đạn xuyên qua lòng bàn tay của hắn lúc này trưởng phòng nghiên cứu kêu thảm một tiếng lấy tay che lại không dám tiếp tục manh động muốn kích hoạt quy trình phòng thủ của đám binh lính quái vật này sao ngươi nghĩ chúng ta sẽ để ngươi làm như ý muốn sao bên ngoài một vài người bước vào người dẫn đầu hiển nhiên là một sĩ quan khí thế bất phàm một mặt cương nghị theo sau là một số cần vụ binh và bên cạnh hắn ta còn có một người phụ nữ ngô minh không có hành động thiếu suy nghĩ bởi vì hắn ta chưa tìm hiểu chi tiết về những người này sau khi nhìn thấy viên quan chỉ huy ngô minh chỉ cảm thấy rất quen thuộc và hắn ta nhanh chóng nhớ ra đây không phải là đoàn trưởng đoạn quốc nghị sao Hồi đó ở nguyên khí thế giới, quan viên khu an toàn Vũ Thành cuối cùng đã dẫn mọi người trốn khỏi Vũ Thành, Ngô Minh đã từng gặp qua vài lần, nên trong trí nhớ của hắn ta vẫn còn nguyên vẹn. Nhìn người phụ nữ bên cạnh đoạn quốc nghị, rõ ràng là thích đình. Đoạn thúc thúc, cảm ơn chú đã cứu cháu, cháu chưa bao giờ nghĩ quân khu hiện tại đã bị công ty tinh hà kiểm soát. Thích đình lúc này lộ vẻ phẫn quốc. Cũng là do cảnh giác của chúng ta không cao không ngờ phó tư lệnh vương lại làm chuyện như vậy. Chú chỉ biết sau khi nhìn thấy mật báo mà động tư lệnh để lại cho chú nên đã mang theo các chiến sĩ đội đặc nhiệm ẩn nấp. Vào lúc ấy vừa vặn nhìn thấy cháu tiến vào quân khu, chú biết cháu khẳng định không biết chuyện. Sau khi cháu bị giam cầm, chúng ta vừa vặn giành lại quân quyền, vì vậy chúng ta đã cùng nhau giải cứu cháu. Hơn nữa nếu như không cứu cháu đi ra thì chú đã không biết chân tướng tất cả những chuyện này đều là kế hoạch của công ty Tinh Hà. Đoạn quốc nghị lúc này cũng tức giận, rồi nhìn về phía gần 100 binh lính đang chờ đợi tiêm thuốc, trên mặt càng là bi phẫn, đây là những người lính của chúng ta, huynh đệ của chúng ta, bọn chúng vậy mà sử dụng họ để thí nghiệm và tạo ra loại quái vật đó, quả thực là nhân thần cộng phẫn. Một trong những cần vụ binh của chú đã lén lút dò thăm tình báo, những vũ khí sinh học này được điều khiển bởi các chương trình đặc biệt, miễn là chúng không được bật và kích hoạt, thì chúng sẽ không có uy hiếp nào cả hiển nhiên đoạn quốc nghị nói tới chính là sự tình lúc trước trưởng phòng nghiên cứu kia muốn lén lút nhấn bàn phím chúng ta phải ngăn chặn kế hoạch của chúng và báo cáo tình hình với cấp trên ngoài ra cháu có một vài người bạn ở vũ thành phó tư lệnh vương đã phái người đi diệt khẩu cháu nhất định phải trở lại cứu bọn họ thích định lúc này nói ra các ngươi đừng nằm mơ chỉ bằng những người này của các ngươi làm sao có khả năng phá hủy kế hoạch của công ty nói thật với các ngươi tình hình những thành phố khác sẽ không tốt hơn Vũ Thành. Thậm chí một tuần trước chúng ta đã khống chế Nam Mỹ, Châu Phi và một số quốc gia nhỏ ở Đông Nam Á, công ty tinh hà cuộc khởi là xu thế tất yếu. Ta khuyên các ngươi nên nhận ra tình hình sớm hơn, nếu không trong tân thế giới trong tương lai, các ngươi sẽ không còn chỗ đứng, chết cũng không có chỗ chôn. Trưởng phòng nghiên cứu đằng kia bị xuyên thủng lòng bàn tay, nói với vẻ mặt dữ tận hơn nữa, các ngươi thật sự cho rằng không có ai phát hiện ra chuyện gì xảy ra ở đây. Thực ra, ta đã lén bấm nút báo động vài phút trước, hiện tại bên ngoài hẳn là đã vây đầy binh lính, hơn nữa muốn kích hoạt binh lính thay ma ở đây thì bên ngoài cũng có quyền hạn khống chế. Nghe được lời của đối phương, đoạn quốc nghị cùng thích đình lập tức sắc mặt đại biến, và khoảnh khắc tiếp theo, cần vụ binh lập tức chạy lại báo cáo, đoàn trưởng, chúng ta bị bao vây. Bây giờ, bọn họ còn điều tới một ít xe tăng thiết giáp, súng ống chỉnh tề, làm sao bây giờ? Tại sao lại như vậy? Đoạn Quốc nghị sắc mặt khó coi, ở đây chỉ có hơn 20 binh lính, hiển nhiên không thể chống lại kẻ địch bên ngoài. Càng chết người chính là, nếu đối phương thực sự ở bên ngoài có thể kích hoạt binh lính thay ma ở đây, vậy thì tình hình thật rắc rối. Như để xác nhận suy đoán của mình, rất nhiều binh lính thay ma đã bất động đột nhiên lần lượt ngẩng đầu lên, trong đôi mắt xám của chúng lộ ra hung quang. Không ổn. Đoạn quốc nghị còn chưa kịp nói xong, liền thấy binh sĩ bên cạnh gần nhất đột nhiên bị một tên binh lính thay ma bên cạnh ném xuống, cắn vào cổ họng. Người binh sĩ kia thân thủ bất phàm, nhưng hiển nhiên không thể đối phó với tình huống này, cổ họng trực tiếp bị cắn, hai mắt trừng to, trong miệng bốc lên lượng lớn máu tươi, cả người co giật một hồi không còn động tĩnh. Điều tương tự dường như bùng nổ trong tích tắc, tất cả binh lính thay ma ở đây đều được kích hoạt trong nháy mắt và bắt đầu tấn công những người lính xung quanh trong nháy mắt có hơn 10 binh lính thuộc về đoạn quốc nghị bị giết chết còn lại phản ứng lại cũng bắt đầu nổ súng xạ kích chỉ có điều bọn lính thay ma dường như không hề cảm thấy đau đớn dù có bị bắn vào thân thì chúng vẫn tiếp tục tấn công trừ khi bị trúng đầu thì mới chết kinh khủng nhất chính là mười mấy lính zombie khổng lồ không giống như những binh lính thay ma khác chỉ có thể dựa vào bản năng chiến đấu mà có thể điều khiển vũ khí như súng máy hạng nặng chẳng hạn như rìu sắt khổng lồ Lúc này mười mấy lính zombie khổng lồ này cũng bắt đầu các hoạt động và chuẩn bị tấn công. Một khi chúng gia nhập chiến đấu, sợ là chúng sẽ giết sạch đám người đoạn quốc nghị và thích đình trong vài giây. Đúng lúc này, một tên lính zombie khổng lồ đang chuẩn bị dơ súng máy hạng nặng để bắn, đầu của nó sau một khắc liền bị người chém xuống. Cái đầu bị chém đứt lìa vẫn ở trên không, có thể nhìn thấy bằng mắt thường ngưng tụ lại một tầng băng tinh, rơi trên mặt đất lăn ra xa, phía sau đại binh thay ma, lúc này đột nhiên có một bóng người, người này đang cầm một con dao găm nhanh tay nhanh mắt ngay lập tức giết chết hai tên lính zombie khổng lồ người tiêu diệt đám lính zombie khổng lồ đương nhiên là ngô minh với ưu thế về tốc độ trước khi đám lính zombie khổng lồ bắt đầu tấn công hắn ta liền tiên hạ thủ vi cường giết chết ba tên lính zombie khổng lồ còn lại cũng phát hiện ra hắn ta lập tức quay đầu súng và tấn công ngô minh cảm nhận được nguy hiểm từ bên cạnh ngô minh lập tức lùi ra ngoài một bước và nấp sau một tên lính zombie khổng lồ phía trước Khoảnh khắc tiếp theo, những viên đạn từ nhiều khẩu súng máy hạng nặng lướt qua bắn nát mặt đất và các vật dụng xung quanh. Tên lính zombie khổng lồ đứng trước mặt Ngô Minh lập tức gặp xui xẻo, bị đồng bọn bắn thành đống thịt thối. Cũng may nhờ tên lính zombie này trên người được khảm bằng thép tấm, nếu không đạn của khẩu súng máy hạng nặng sẽ đủ xuyên qua cơ thể và bắn trúng Ngô Minh phía sau nó. Có điều dù vậy, Ngô Minh cũng biết mình nhiều nhất chỉ có 2, 3 giây thời gian, sau đó hắn ta sẽ triệt để bại lộ trước làn đạn của đối thủ. Thẩu súng lục luger cỡ lớn lúc này cũng được Ngô Minh nắm lấy trong tay, giơ tay bắn mấy phát đánh nát đầu của ba tên lính zombie khổng lồ đang xả kích. tài thiện xạ của Ngô Minh cực kỳ chính xác, đạn bắn trực diện từ hốc mắt lính zombie khổng lồ bắn xuyên qua phía sau đầu, tạo ra một lỗ máu to bằng cái bát. mặc dù những tên lính zombie khổng lồ mạnh mẽ này cũng không thể chống lại đạn bắn của súng ổ quay cỡ lớn, chỉ mất hai hoặc ba giây kể từ khi bắt đầu trận chiến ở đây điều này tự nhiên thu hút sự chú ý của đám người đoạn quốc nghị bên kia thích định quay đầu nhìn lại liếc mắt liền thấy ngô minh cầm trong tay dao găm và súng lục lao ra từ phía sau tên lính zombie khổng lồ thối rửa đã bị đánh nát phần trên cơ thể lấy tốc độ nhanh khiến người khó có thể tinh xẹt qua mười mấy mét khoảng cách vẽ ra những cái bóng gần như ảo giác trong không khí ngay sau đó hắn ta vung dao găm đâm xuyên qua đầu của một tên lính zombie khổng lồ lập tức đầu của tên lính zombie khổng lồ kia bị đóng băng sau đó Ngô Minh một cước đá ra đánh nát đầu. Cẩn thận. Lúc này, Thích Đình nhìn thấy một lính zombie khổng lồ xuất hiện sau lưng Ngô Minh, đã nhắm họng súng máy hạng nặng vào sau đầu hắn ta. Chỉ cần nó bóp cò thì viên đạn cỡ lớn sẽ ngay lập tức bắn nát đầu của Ngô Minh thành nhiều mảnh. Chỉ có điều Thích Đình chưa kịp nói xong thì lính zombie khổng lồ đã bóp cò súng, mà trước đó họng súng máy hạng nặng đã nâng lên hơn 10 phân khiến toàn bộ đạn bắn lên không trung, chính là Ngô Minh đã nâng cao nòng súng thần kinh phản xạ và tốc độ siêu phàm để cho anh đúng lúc làm ra phản ứng, đưa tay nâng họng súng lên để tránh viên đạn. Khoảnh khắc tiếp theo, Ngô Minh dùng sức cánh tay của mình để nhắm họng súng vào một tên lính zombie khổng lồ bên cạnh, đồng thời, cánh tay còn lại của hắn ta ném bay con dao găm băng xuyên qua sau đầu một tên lính zombie khổng lồ đang định ra tay với thích đình và đoạn quốc nghị. Nếu chỉ là một con dao găm thông thường, đương nhiên sẽ không thể giết được tên lính zombie khổng lồ này chỉ bằng một nhát dao nhưng nếu đó là một con dao găm đã được ban phước hàng băng thì tình hình sẽ khác đầu của người lính zombie khổng lồ không may bị đóng băng giết chết nó họng súng do ngô minh quay đã hạ gục tên lính zombie khổng lồ phía đối diện ngay cả lớp da khảm thép tấm cũng không thể chống lại hoàn toàn sức bắn của súng máy hạng nặng chưa kể uy lực của súng máy hạng nặng là vô cùng mạnh mẽ chỉ trong chốc lát đối phương đã bị bắn chết không còn dao găm Ngô Minh đã dùng quyền đấm vào tên lính zombie khổng lồ, cú đấm này hắn ta đã dùng tới 120% sức lực của mình. Sức mạnh này đủ để giết chết sát lục giả, còn tên lính zombie khổng lồ này không bằng sát lục giả, cú đấm này trực tiếp đem đối phương lồng ngực đánh nát, xương sườn cùng xương sống cũng gãy vỡ, đồng thời da thịt phía sau cũng bị xuyên thủng. Trong khoảng thời gian ngắn, Ngô Minh đã tiêu diệt hết đám lính zombie khổng lồ, vẫn còn một số lượng lớn binh lính thay ma bình thường ở đó. May mắn thay, đám người đoạn quốc nghị đã hồi phục và bắt đầu mượn địa hình phản kích. Tuy nhiên, có quá nhiều binh lính thay ma bình thường ở đây, ít nhất là hơn 100 tên, cho dù ngô minh có giết được chúng thì cũng sẽ rất phiền phức. Sau khi tiêu diệt hết đám lính zombie khổng lồ, ngô minh quay đầu lại nhìn. Sau đó, hắn ta lao ra vài bước và bắt được trưởng phòng nghiên cứu đang chuẩn bị chạy trốn. Về phần các nhà nghiên cứu khác thì họ đã chết trong cuộc đấu súng hỗn loạn vừa rồi, hoặc bị giết bởi những binh lính thay ma đã được kích hoạt. Nhưng chỉ có trưởng phòng nghiên cứu này thì những binh lính thay ma dường như không tấn công hắn, hiển nhiên là có chút kỳ quái. Tạm thời Ngô Minh không có thời gian tìm tòi nghiên cứu nguyên do trong đó. Kể từ khi phát hiện ra giá trị của trưởng phòng nghiên cứu này, anh phải tận dụng triệt để. Mang theo trưởng phòng nghiên cứu này, Ngô Minh nhảy một cái rơi xuống bên người thích đình, lúc này tính cả đoạn quốc nghị cũng chỉ còn lại 5 người, những người còn lại đều đã chết trong trận chiến vừa rồi, đây cũng do Ngô Minh động tác nhanh, bằng không tất cả họ sẽ chết ở đây. Đúng như dự đoán của Ngô Minh, nắm trong tay tên trưởng phòng nghiên cứu thì đám binh lính thay ma xung quanh cũng không dám tới gần mà chỉ đứng cách đó hai ba thước, dùng ánh mắt chết xám xịt khủng bố nhìn mọi người. Được rồi, chúng ta an toàn, đừng nổ súng, kiểm tra đạn dược. Đoạn quốc nghị cũng phản ứng nhanh, thấy thích đình tiến lên nói chuyện với người đàn ông liền biết đối phương là của bên mình, lúc này mới nhìn xung quanh mình chỉ còn ba người lính vẫn còn sống những người khác đã hy sinh không nghi ngờ chút nào nếu như không phải người kia xuất hiện giải vây thì bọn họ tuyệt đối một người đều không sống nổi ngô minh anh sao anh lại ở đây thích đình nhìn thấy ngô minh xuất hiện hơn nữa còn mạnh mẽ giết chết mười mấy tên lính zombie khổng lồ trong lòng cô vừa kích động vừa kinh hãi dù sao chuyện này cũng nằm ngoài dự đoán của cô thấy thích đình không sao cả ngô minh nói đơn giản một thiếu tá tên Lâm Bân đã đưa người đến chỗ của giáo sư từ để bắt chúng tôi, nhưng hắn ta đã bị tôi giết, cho nên mới tới đây. Thích Đình gật đầu, cô ấy không có thời gian để hỏi thêm câu hỏi ở thời điểm quan trọng này, nhắc tới cũng kỳ, giờ khắc này có thể nói là tuyệt cảnh, nhưng sau khi nhìn thấy Ngô Minh thì cô ấy không hề lo lắng, như thể cô ấy đã có hậu thuẫn, có chỗ dựa tinh thần. Nguyên bản Thích Đình không có tính cách thích dựa vào người như vậy, nhưng trong trụ sở ngầm gặp phải quá nhiều nguy hiểm, có thể nói mấy lần cô đã đứng trước bờ vực của cái chết, nhưng cũng nhờ có ngô minh ở đó cô ấy mới có thể vượt qua nhiều nhiều tình huống chắc chắn phải chết. Tuy rằng không quen biết ngô minh lâu, nhưng Thích Đình có cảm giác cô và đối phương dường như đã quen biết nhau từ lâu, hơn nữa còn là loại mà cô có thể tin tưởng tuyệt đối. Mặc dù tình hình lúc này nguy cấp, nhưng có ngô minh ở bên cạnh, sẽ không phải là tình huống tuyệt vọng. Ta khuyên ngươi buông ta ra, như vậy còn có cơ hội sống, bằng không chỉ với sáu người các ngươi thì chỉ có một con đường chết. Trưởng phòng nghiên cứu bị Ngô Minh bắt giờ khắc này cực kỳ kiên kỵ nhìn Ngô Minh, sau đó nói to, dĩ nhiên là trong lúc nói tránh ánh mắt của Ngô Minh, tự hồ hắn cực kỳ sợ hãi đối phương. Ngô Minh có thể dễ dàng nắm bắt được phản ứng này, chỉ có hai khả năng đối phương có biểu hiện này, hiển nhiên hắn nhận biết mình, càng là biết mình lợi hại. Nếu tên trưởng phòng nghiên cứu này cũng biết thì công ty Tinh Hà cũng biết điều đó, thậm chí ngô minh luôn nghi ngờ cao tầng của công ty tinh hà đã biết tình hình ở trụ sở ngầm nhưng lúc đó họ chỉ có thể theo dõi chứ không thể thay đổi tình hình nhưng dù thế nào đi nữa chính mình coi như là đã có mối quan hệ với công ty tinh hà câm miệng nói nhảm nữa ta liền đập chết ngươi đoạn quốc nghị hét lên vào lúc này nhưng anh ấy đã bước tới và đưa cho ngô minh một kiểu chào quân đội tiêu chuẩn nhưng ngô minh vẫy tay và nói trước ta không phải là quân nhân ta chỉ ở đây để cứu thích đình. Nói xong, Ngô Minh nhớ ra đám người Lưu Bân bên kia vẫn đang trong tình trạng bất tỉnh, và ngay lập tức hướng về trưởng phòng nghiên cứu hỏi, họ xảy ra chuyện gì vậy? Hắn ta đưa tay ra chỉ vào chỗ đám người Lưu Bân đang đứng, nơi đó cách chỗ này rất xa nên không bị ảnh hưởng gì. Trưởng phòng nghiên cứu dường như vô cùng sợ hãi Ngô Minh, vừa nhìn thấy Ngô Minh trực tiếp hỏi hắn, lập tức trùng mình một cái, trong mắt hiện lên một chút sợ hãi. Họ sẽ bất tỉnh sau khi uống thuốc đặc biệt, nhưng sau 12 giờ thì tác dụng của thuốc sẽ qua đi." Trưởng phòng nghiên cứu Thành thật nói. "Ta không đợi được 12 giờ." Ngô Minh ánh mắt lạnh lùng nhìn đối phương. "Lời ta nói là thật, ta đây không có thuốc giải, loại thuốc đó cũng không có thuốc giải, huống hồ coi như cứu sống bọn họ cũng vô dụng, bên ngoài còn có chủ quản cấp bậc cao hơn ta, bọn họ không thể tha các ngươi rời đi, thậm chí bọn họ cũng không sẽ để ý sự sống chết của ta." đánh giá chẳng mấy chốc sẽ tấn công. Có lẽ bằng pháo kích để phá hủy hoàn toàn nơi này. Trưởng phòng nghiên cứu nhìn chầm chầm vào Ngô Minh và nói. Ngô Minh có thể thấy được người này không nói dối, ngay sau đó, Ngô Minh dùng thần thức xâm nhập ý thức của đối phương, điều này cũng khẳng định suy đoán của Ngô Minh. Ngoài ra anh cũng nhìn thấy một số ký ức thuộc về đối phương, mặc dù không thấy nhiều nhưng có thể coi như là giải đáp nghi ngờ hiện tại của Ngô Minh. Quả nhiên, công ty tinh hà biết về trụ sở dưới lòng đất ngô minh liếc mắt nhìn kẻ đang sùi bọc mép lúc này lại lấy ra một vi mạch dưới da tai đối phương đây là chip phân biệt chỉ cần là vũ khí sinh học của công ty tinh hà thì sẽ không tấn công hoặc tiếp cận người có loại chip này rõ ràng đây là bảo hiểm do công ty tinh hà thiết lập cho chính bọn chúng suy cho cùng nếu vũ khí sinh học tràn lan trên thế giới chúng cũng cần được bảo đảm an toàn tuyệt đối những thứ này cũng bị ngô minh đọc từ ký ức đối phương di chứng của việc cưỡng ép đọc ký ức là bệnh nặng thậm chí trở thành một tên ngốc ngô minh đối với a mổ tự nhiên sẽ có chừng có mực cũng sẽ không đọc quá độ ký ức của nó nhưng trưởng phòng nghiên cứu này thì không cần cẩn thận như vậy kéo lưu bân qua mặc dù bây giờ ngô minh không thể khôi phục lại ý thức của lưu bân nhưng ít nhất phải đảm bảo đối phương sẽ không bị thương làm sao bây giờ bên ngoài bị trọng binh bao vây còn có xe tăng thậm chí có cả những con quái vật này do công ty tinh hà chế tạo sáu người chúng ta không thể thoát ra được đoạn quốc nghị nói vào lúc này hắn ta cũng nhìn ra rồi ngô minh không phải người bình thường có điều mặc kệ đối phương là người nào trước mắt đều là người mình nếu như không thể phá vòng vây mà ra như vậy nói cái gì cũng vô dụng đoạn đoàn trưởng nếu như chạy trốn anh có kế hoạch gì không ngô minh hỏi ngược lại nhưng anh không lo lắng về tình hình hiện tại Đoạn quốc nghị nhìn chầm chầm ngô minh, nhưng lại nói, tư lệnh Đổng Hưng Thịnh đã nhận thấy vấn đề trước đó, vì vậy ông ấy đã cử trung đoàn của tôi đến diễn kịch trước, bây giờ ông ấy đóng quân ở một khu vực cách Vũ Thành 30 km. Tôi dự định đi tìm lính của mình trước để đánh trả, sau đó báo cáo bộ quốc phòng hoặc lãnh đạo cấp trên. Ngô Minh lắc đầu cắt ngang lời của đoạn quốc nghị, nghe lời khuyên của ta đi, đi ra ngoài, tìm nơi củng cố quyền lực, đừng dễ dàng trở về, nếu như anh có thể liên lạc với thượng cấp kia càng tốt hơn, nếu như không thể thì cũng đừng liên hệ, một lúc sấn loạn anh mang theo thích đình cùng đi, còn có hắn ta. Chỉ vào Lưu Bân, người trông có vẻ mặt si ngốc, Ngô Minh nói tiếp, nhất định phải bảo đảm an toàn của bọn họ. Nói như vậy anh có biện pháp thoát vây. Đoạn quốc nghị hai mắt sáng lên, phải biết tình huống bây giờ sợ là thần tiên có đến cũng vô dụng, bên ngoài nhất định có ngàn quân vây công, còn có vũ khí hạng nặng, pháo binh, ngay cả một con ruồi cũng không thể bay ra được, càng không cần phải nói còn có người của công ty Tinh Hà. Mà bọn họ cũng chỉ có 6 người, tính cả người của Lưu Bân uống thuốc cũng không quá 30 người, sao có thể thoát vây thành công? Có biện pháp hay không, thử một chút thì biết. Ngô Minh đương nhiên biết rõ tình hình, có thể cảm giác được nguy cơ càng ngày càng gần, hiển nhiên người bên ngoài sẽ sớm tấn công. Hơn nữa khả năng nhận thức siêu phàm của Ngô Minh cũng có thể mơ hồ nhận ra bên ngoài có rất nhiều sinh vật đã đạt tới gần cấp 3, cộng với vô số quân nhân xạ kích và pháo bi lực. Trong tình huống gần như tuyệt vọng này, nếu chỉ có một mình Ngô Minh thì nhất định có thể một mình rời đi, nhưng nếu đem thích đình, Lưu Bân cùng đoạn quốc nghị bọn họ thì tuyệt đối không thể, mà không dẫn bọn họ đi, hiển nhiên cũng không thể, coi như là đoạn quốc nghị thì Ngô Minh cũng rất kính để hắn ta, cũng không muốn hắn ta chết ở chỗ này để cứu mọi người ngô minh chỉ có thể nghĩ ra một cách đó là tạo ra hỗn loạn đồng thời không thể là hỗn loạn thông thường đúng lúc này bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng súng và tiếng quát tháo nhưng không nhằm vào nơi này ngô minh sửng sốt một hồi lập tức biết nguyệt ảnh hẳn là nhìn thấy binh lính bên ngoài chuẩn bị tấn công cho nên mới trì hoãn thời gian cho mình như ngô minh đoán binh lính bên ngoài quả nhiên đang chuẩn bị tấn công nguyệt ảnh ẩn hiện đằng xa đương nhiên nhìn thấy tất cả những điều này cô biết ngô minh đang ở bên trong bất đắc dĩ chỉ có thể dương cung bắn tên bắn chết một số người trông giống như chỉ huy chính vì vậy mà cô ấy cũng bị lộ vị trí của mình và bị hàng trăm người tấn công may mắn thay nguyệt ảnh đã di chuyển ngay lập tức sau khi bắn tên lúc này mới tránh được một kiếp dưới màn đêm cũng mang đến cho nguyệt anh khả năng ngụy trang tốt cô ấy mặc một chiếc áo choàng đen dựa vào thể chất cường tráng hơn người thường gấp hai ba lần cô ấy di chuyển rất nhanh nhà cửa và cây cối xung quanh khu vực quân sự và cột điện thoại những thứ này đã trở thành địa điểm để cô ấy xả kích mà hầu như mỗi một tiễn cũng có thể mang đi một sinh mệnh vài phút sau một vài bóng đen đột nhiên lao ra từ khu vực quân sự và nhanh chóng lao đến vị trí của nguyệt ảnh cô ta thị lực rất tốt lập tức phát hiện những bóng đen này lúc này sững sờ rõ ràng những bóng đen này không thể là con người bởi vì con người không có tốc độ đáng kinh ngạc này lại nhìn kỹ những cái bóng đó mặc quần áo lính nhưng họ cao hơn thân thể cường tráng hơn mỗi người trong tay đều cầm lấy một cây đao đao màu đen ở trong đêm đen cũng sẽ không tỏa ra ánh sáng nhưng càng như vậy thì lại càng cảm thấy một luồng sát khí khó tin nguyệt ảnh cũng ngay lập tức cảm nhận được nguy cơ hiển nhiên là những phi nhân loại này đang tới vì cô ta nếu họ chiến đấu trong khoảng cách gần nguyệt ảnh sợ rằng ngay cả một trong số chúng cũng không thể đánh lại nhưng nếu phối hợp với cung tên để mở khoảng cách thì tình hình lại là chuyện khác. "Nhân vương, ta chỉ có thể giúp ngài đến một bước này." Nguyệt Ảnh biết, cô ấy không thể tiếp tục quấy rối đối phương, đây là điều mà Ngô Minh đã căn dặn cô ấy trước đây, tất cả lấy tự thân an toàn làm trọng. Nguyệt Ảnh biết thực lực của Ngô Minh, cho dù những người đó đồng thời tiến công, phối hợp với súng ống cũng tuyệt đối không thể đối phó với hắn ta. Rút ra một mũi tên, Nguyệt Ảnh nhanh chóng dựng cung bắn tên một đạo hàng quang ở trong màn đêm bắn nhanh ra, một bóng đen cách đó 50 mét lập tức ngã xuống đất, mũi tên hình tam giác làm bằng thép hợp kim có lực xuyên thấu cực kỳ mạnh, ngay cả áo chống đạn cũng có thể trực tiếp bắn xuyên qua. Mũi tên này Nguyệt Anh trực tiếp bắn thủng đầu đối phương, cho dù lợi hại đến đâu cũng chỉ có một con đường chết. Sau một khắc, Nguyệt Anh từ một chỗ nóc nhà nhảy xuống, nhanh chóng rút đi, đồng thời không ngừng rút cung và bắn tên, giết chết từng bóng đen đang đuổi theo cô từng người một trong tòa nhà thí nghiệm ngô minh đã hạ quyết tâm một mình hắn ta không thể chống lại nhiều người như vậy ngay cả khi có thêm vô độc linh thiềm cũng không được nhưng may mắn thay ngô minh đã nghĩ ra cách tạo ra sự hỗn loạn khổng lồ mặc dù làm như vậy sẽ để lại di chứng rất lớn và thậm chí là hậu quả không thể lường trước được nhưng ngô minh đã không còn lựa chọn nào khác để tự cứu mình cho dù có tạo ra hỗn loạn lớn cũng sẽ không tiếc ngay lập tức ngô minh lấy từ trong túi ra ba chiếc hộp kim loại đây là phục chế phẩm của các thẻ trong thế giới chiều không gian thứ hai được mang ra từ trụ sở dưới lòng đất ban đầu chúng không có bất kỳ giá trị nào nhưng chỉ cần máu của ngô minh được nhỏ vào là nó có thể sản sinh hiệu quả khủng bố đó chính là để nó thực sự kích hoạt và triệu hồi các phép thuật và sinh vật đáng sợ chuẩn bị kỹ càng một lúc xuất hiện hỗn loạn thì các ngươi lập tức rời đi ta sẽ đoạn hậu phía sau giúp các ngươi nhớ đừng ngoảnh lại đừng chần chờ ngô minh ra lệnh Đoạn quốc nghị gật gật đầu, thích định muốn nói cái gì nhưng lại có chút do dự. Ngô Minh biết không còn thời gian, kế tiếp liền cầm 3 cái hộp kim loại, các ngón tay nhỏ máu vào trong 3 hộp kim loại đó. Giây phút tiếp theo, Ngô Minh lao ra ngoài cửa sổ và ném 3 hộp kim loại đã phát ra ánh sáng ra ngoài. Vốn dĩ, Ngô Minh có thể dùng hộp kim loại kích hoạt để thu thể nguyên khí vào lúc này, nhưng trong trường hợp đó hắn ta sẽ không thể gây ra sự hỗn loạn lớn nhất cho những người bên ngoài trước mắt tình thế nguy cấp hộp kim loại chỉ có kích hoạt trong vòng vây địch nhân mới có thể tạo ra sự hỗn loạn lớn nhất vì vậy thẻ nguyên khí hoặc thứ gì đó chỉ có thể tạm thời bị bỏ qua vào thời khắc mấu chốt ngô minh tự nhiên là có thể phân rõ được nặng nhẹ ba hộp kim loại chia làm ba hướng xuyên qua tấm kính nhanh chóng bay xa hàng trăm mét rồi rơi vào đám người bên ngoài trước khi những người bên ngoài kịp phản ứng ba hộp kim loại đã được phân biệt kích hoạt bang 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 ba luồng khói bốc lên trời lập tức khiến binh lính bên ngoài giật mình phản ứng đầu tiên của viên chỉ huy là một quả lựu đạn nhưng hắn ta sớm phát hiện ra ngoài làng khói ra không có tác dụng nổ tung nào khác không phải lựu đạn cũng còn tốt một viên chỉ huy nói nhưng hắn còn chưa kịp hoàng hồn nỗi kinh hoàng và sự hỗn loạn thực sự chỉ mới bắt đầu trong làng khói một bóng đen cực lớn đột nhiên xuất hiện có kích thước bằng một chiếc xe tải nhỏ một mũi nhọn dài 2 mét và cực kỳ sắc bén nhô ra từ trong sương mù trực tiếp xuyên thủng một người lính, sau đó kéo vào trong màn sương mù dày đặc, tiếng hét của những người lính kéo dài trong một giây rồi dừng lại đột ngột. Tất cả chỉ còn lại là âm thanh kinh hoàng của chân tay bị bẻ gãy và tiếng nhai thịt rông rốt. Bắn Một sĩ quan sát mặt tái nhợt chung quanh lập tức trống lên, lập tức vô số súng nhắm vào bóng đen bắt đầu phun đạn. Lúc này, từ một làn khói khác, hàng chục con quái vật xấu xí cầm chùi y trên tay lao ra, những con quái vật này có đôi mắt đỏ ngầu và điên cuồng, thoạt nhìn thì đường nét khuôn mặt không giống người, tai to và nhọn, miệng đầy răng nanh, thân mặc áo giáp bằng gỗ và da thú, chiều cao hơn 2,5 mét. Tốc độ cực nhanh lao thẳng vào đám binh lính xung quanh, một người lính vừa nã một phát súng liền bị lan nha bỗng to lớn đập thành thịt nát. Những gì xuất hiện trong làng khói thứ ba là một nhóm quái vật biết bay. Tổng cộng có hơn chục quái vật biết bay, Chúng có kích thước bằng những đứa trẻ 7 hoặc 8 tuổi Trông chúng hơi giống người nhưng cánh tay của chúng lại là một một đôi cánh đen như quạ Móng vuốt giống như đại bàng, to lớn, sắc bén vô cùng Trên người có lông vũ nhưng khuôn mặt lại xinh đẹp lạ thường Những con quái vật này thậm chí còn đáng sợ hơn những kẻ cầm lan nha bổng Chúng nhanh hơn và có thể bay Đôi móng vuốt đại bàng đó có thể xé toạt lồng ngực của một người lính Và xé nát các cơ quan nội tạng và trái tim của hắn với mỗi cú đánh và điều kinh hoàng nhất chính là con quái vật đầu tiên trong làng khói, nó là con đầu tiên bị tấn công, tuy nhiên dưới sức công kích của vô số viên đạn mà hình bóng trong làng khói vẫn bất động như núi, cự hồ công kích đối với nó hoàn toàn không hiệu quả. Sau một khắc, cái bóng đen to lớn này bỗng nhiên dơ lên chi trước hình lưỡi liềm to lớn, sau đó nặng nề nện xuống đất. Khoảnh khắc tiếp theo, trong một khu vực rộng hơn 30 mét phía trước và 5 mét chiều rộng, vô số chiếc gai dài 1 mét lập tức đâm xuyên lên mặt đất những chiếc gai trông giống như được làm từ một loại sừng nào đó, tương tự như chất liệu của sừng ngà voi, nhưng rõ ràng là cứng và sắc hơn. Tại khu vực này, hơn 40 binh lính cũng như một chiếc ô tô, trong chốc lát đã bị đâm nghìn nhát, thậm chí có người bị đâm nát cả chân tay, nội tạng vương vãi khắp nơi. 40 binh sĩ chết ngay lập tức, chiếc xe cũng trực tiếp bị phá hủy, và xăng trong thùng nhiên liệu chảy ra khắp nơi. Lần này trực tiếp làm cho mọi người choáng váng. ngay sau đó sương mù tan đi, cái bóng hiện rõ bộ mặt thật của nó đây là một con bọ có kích thước bằng một chiếc xe tải có sáu chân bọ thô to các chi giống như cánh tay phía trước uốn cong làm ba đoạn đầu cực kỳ sắc nhọn lúc này thậm chí còn có một tia sáng nhàn nhạt vỏ của con quái vật bọ khổng lồ này cực kỳ cứng như thép đạn bắn vào không có tác dụng gì tối đa chỉ để lại những vết xước rất nhỏ nhìn thấy con bọ khổng lồ này tất cả mọi người đều nghẹn họng nhìn trân trối vẻ mặt không tin còn ở khu vực an toàn phía sau một số giám đốc cấp cao của công ty tinh hà được đông đảo binh lính bảo vệ cũng bị chấn động đây đây là con bọ tử thần khổng lồ trong thế giới chiều không gian thứ hai còn có các chiến binh tộc mang chùa y những nhân thân ưng thú chúa ơi chuyện gì đang xảy ra vậy là người đó chuyện này là tối mật của công ty máu của người đó có thể kích hoạt các phục chế phẩm do chúng ta tạo ra và khiến họ thực sự xuất hiện trên thế giới này nói như thế người đột nhập khu quân sự lần này chính là người đó lập tức hạ lệnh tuyệt đối không được để người bên trong chạy thoát nhớ kỹ một người cũng không được một tên giám đốc khác lúc này gầm lên nhưng mệnh lệnh của hắn hiện tại khó mà thi hành nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha